Kính thưa quý vị khán giả, trong mừng một chuyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hòa, Hiểu Hồ, Huy Nguyễn, Đỗ Phong và cộng đồng. Chương 110. Mẹ giáo huấn Maria Magdalena. Thưa Chúa, chúng ta nghỉ ở trạm nào? Giacobbe Zebedee hỏi, trong khi các ngài đang đi băng qua một hòn núi hoàn toàn được canh tác xanh rờn từ chân đến đỉnh. Tới Bethlehem thuộc Galilee, nhưng trong những giờ nóng nhất, chúng ta sẽ nghỉ trên ngọn núi, nghiêng bóng trên Merala. Như vậy, em con sẽ sung sướng được xem biển một lần thứ hai nữa. Giêsu mỉm cười và người thêm, chúng ta nam giới, chúng ta có thể đi xa hơn, nhưng chúng ta có các nữ môn đệ đi theo. Các bà không bao giờ phàn nàn, nhưng chúng ta không nên làm các bà mệt quá cỡ. Các bà không bao giờ phàn nàn, đúng vậy, chúng ta phàn nàn cách dễ dàng hơn. Bartolomeo cảm phục. Mà các bà lại ít có thói quen hơn chúng ta về lối sống này. Phêrô nói. Có lẽ vì vậy mà các bà đã tự nguyện làm. Tôma nói. Không, Tôma, các bà đã tự nguyện làm vì tình yêu. Con hãy tin làm mẹ thầy, cũng như các bà khác, là bà chủ nhà như Maria Anfe, Salome, Suzanne, không rời nhà của họ vì vui chơi, để đi trên các nẻo đường của thế giới, và ở giữa mọi người. Bà Marta với Ginny cũng sẽ tới, là những người không có thói quen với sự mệt mỏi. Họ sẽ không tự nguyện làm nếu tình yêu không thúc đẩy họ. Với những thứ có liên quan tới Maria Magdalena, chỉ có sức mạnh của tình yêu có thể cho cô ta sức lực để chịu đựng sự hành hạ này. Giêsu nói, vậy tại sao thầy lại áp đặt cô ta nếu thầy biết đây là một sự hành hạ? Đấy không phải là điều tốt cho cô ta cũng như cho chúng ta. Iscariot nói, không có gì ngoài cái bằng chứng hiển nhiên, chắc chắn về sự thay đổi của nàng để thuyết phục thế giới. Maria muốn thuyết phục thế giới, sự cắt đứt với quá khứ của nàng đã hoàn toàn. Nó hoàn toàn. Phải để coi, lúc này còn quá sớm để nói vậy. Khi người ta đã có thói quen với một lối sống, thì khó lòng mà người ta cắt bỏ nó ngay hoàn toàn. Bạn bè và sự nối tiếp dẫn chúng ta trở lại đó. Iscariot nói, vậy ra anh nối tiếc đời sống của anh trước kia? Matthew hỏi. Tôi? Không. Nhưng đó là một kiểu để nói. Tôi là tôi, một người yêu thầy, và sau cùng tôi có trong tôi những yếu tố giúp tôi trung thành với kế hoạch của tôi. Nhưng nàng, một phụ nữ, và một phụ nữ như vậy, và rồi dù là nàng không thiếu sự nghiêm nhặt, nhưng cũng không dễ chịu gì khi có nàng ở với chúng ta. Nếu ta gặp các rabbi, các thầy cả hay các pharisee mạnh thế, hãy tin chắc là sự phê bình của họ sẽ không dễ chịu gì. Tốt, tôi xấu hổ khi nghĩ trước tới đó. Đừng nói phản với mình, Judah. Nếu con đã thực sự cắt đứt chiếc cầu nối với quá khứ, như con nói, thì tại sao con quá khổ như vậy? Khi một linh hồn khốn nạn theo chúng ta, để hoàn tất sự biến đổi của nó trong sự thiện. Nhưng thưa thầy, vì tình yêu,
con cũng sẽ làm tất cả vì tình yêu đối với thầy. Vậy hãy hoàn thiện con trong tình yêu này. Một tình yêu để thực sự là tình yêu, không bao giờ được độc đoán. Khi ai chỉ biết yêu một người mà không yêu người nào khác, dù là nó được yêu bởi người nó yêu, nó cũng biểu lộ rằng nó không ở trong tình yêu thật. Tình yêu hoàn toàn thì yêu tới mức nó bao trùm tất cả nhân loại, ngay cả trên loài động vật và thảo mộc, các tinh tú và nước, bởi vì nó thấy tất cả trong Thiên Chúa. Nó yêu Thiên Chúa như nó biết, và yêu tất cả trong Thiên Chúa. Vậy hãy coi chừng, tình yêu độc đoán thường là ích kỷ. Hãy biết yêu cả những người khác nữa, vì tình yêu. Thưa Thầy Vân. Đề tài được thảo luận trong lúc các phụ nữ khác ở bên cạnh Maria không hay biết gì về việc nàng là nguyên nhân cho một bàn cãi sôi nổi như vậy. Các vị tới nơi, băng qua, rồi đi khỏi vùng thị dân của Zapia, mà không một người dân nào biểu lộ sự ước ao theo thầy, hay giữ thầy lại. Họ tiếp tục đường của họ. Các tông đồ lo âu về sự dửng dưng của miền này, và Giê-xu tìm cách trấn an họ. Thung lũng tiếp tục về hướng Tây, và người ta thấy ở biên giới của nó có một vùng khác trải ra dưới chân của một ngọn núi khác. Cả miền này nữa, tôi nghe họ gọi là Merapa, cũng dửng dưng. Chỉ có ít đứa trẻ lại gần, trong khi họ lấy nước rất trong, trong một phong tên dựa vào một căn nhà. Giê-xu vuốt ve các đứa trẻ và hỏi tên chúng. Các đứa trẻ cũng hỏi tên người và hỏi người là ai, đi đâu, làm gì. Cũng có một người ăn mày tiến lại. Ông ta gần mù, già và gù. Ông giơ tay ra nhận của bố thí và quả thật, ông đã nhận được. Đường đi lại bắt đầu bằng cách lên dốc một ngọn đồi trận ngang thung lũng, mà nước của một con suối nhỏ đổ vào. Suối này bây giờ giảm lượng, chỉ còn là một tia nước, hoặc chỉ thấy đá trái nóng bởi mặt trời. Nhưng đường xá tốt, trước tiên là dẫn tới các rừng ô liu, rồi các loại cây khác mọc xuyên cành lá vào nhau, tạo thành một cái dàn cây xanh bên trên đường. Các vị lên tới đỉnh, ngọn đồi được đội chiều thiên bằng một rừng cây mà người ta nghe tiếng rì rào. Rừng cây tần bì, nếu tôi không lầm. Các vị ngồi để nghỉ ngơi và dùng bữa, cùng với của ăn và sự nghỉ ngơi. Họ thưởng thức quang cảnh xinh tươi, vì toàn cảnh thật tuyệt vời, với dãy Carmel ở bên trái khi ta nhìn về hướng Tây. Đây là một dãy xanh ngát, nơi người ta khám phá ra tất cả các sắc độ của màu xanh. Nơi nó chấm dứt là mặt biển lấp lánh, phơi ra không biên giới, trải tấm màn xanh của nó nhấp nhô bởi những đợt sóng nhẹ xô về phía bắc. Nó tắm cho những bãi từ chỗ tận cùng của mỏm núi tạo thành bởi dãy hoàng sơn của rạn Carmel, đi lên về phía Ptolemy và các thành phố khác, để cuối cùng mất hút trong sương mù của bờ phía Syro, Phoenicia. Trái lại, người ta không nhìn thấy biển ở phía nam của mũi Carmel, vì dãy núi cao hơn các đồi chỗ các ngài đang ở nên bị khuất. Từng giờ qua đi, trong bóng mát rì rào của khu rừng thoáng gió, một số người ngủ, một số khác nói chuyện nhỏ tiếng, một số khác nữa chỉ nhìn. Do anh đi xa các bạn bằng cách đi lên nơi cao nhất để nhìn cho tỏ hơn. Giê-xu cũng cô lập vào một nơi khuất để cầu nguyện và chiêm ngắm. Các bà thì rút vào sau chiếc màn gió giận sóng của một cây kim ngân rậm rạp đầy hoa. Nơi đó các bà rửa cho mát tại con suối bé tí. Chỉ còn là một tia nước đọng lại trong đất như một vũng nước, không đủ sức chảy thành con suối. Rồi những bà già hơn thì thiếp ngủ, mệt nhòa.
trong khi Maria rất thánh, với Martha và Susan, nói về căn nhà xa xôi của họ. Maria nói rằng, người rất muốn có bụi sậm đầy hoa này để trưng bày hang đá nhỏ của người. Maria Magdalena đã tháo các bím tóc ra vì không chịu nổi trọng lượng của nó. Bây giờ lại thắt lại và nói, tôi lại chỗ Gioan, đang ở với Simon, để cùng với họ coi biển. Mẹ cũng đi. Đức Trinh Nữ nói, Martha và Susan ở lại với các bạn họ đang ngủ. Để đến với hai tông đồ, họ phải đi qua bụi rậm, nơi Giê-xu rút vào để cầu nguyện. Con tôi tìm sự nghỉ ngơi của nó trong lời cầu nguyện. Maria nói êm nhẹ. Maria Magdalena trả lời mẹ. Con tin rằng người cũng cần tự cô lập để giữ sự tự chủ tuyệt vời của người, mà thế giới đặt nó vào trong những thử thách gắt gao. Mẹ biết không, con làm điều mà mẹ đã bảo con. Mỗi đêm, con tự cô lập ra một thời gian, vắn hoặc dài, để thiết lập lại trong con sự bình lặng, mà rất nhiều thứ làm cho nó dao động. Sau đó, con cảm thấy mạnh mẽ hơn. Bây giờ mạnh hơn, thì sau này con sẽ cảm thấy sung sướng hơn. Maria, hãy tin mẹ. Trong niềm vui cũng như trong đau thương, trong bình an cũng như trong chiến đấu, lòng trí chúng ta cần chìm ngập hoàn toàn trong đại dương của sự chiêm ngắm, để xây dựng lại những gì thế giới và những thăng trầm của cuộc đời đã phá đổ, và để tạo ra những sức mạnh mới để bay lên càng lúc càng cao. Trong Israel, chúng ta dùng và chúng ta lạm dụng những lời cầu nguyện ngoài miệng. Mẹ không muốn nói là nó vô ích và không đẹp mắt Thiên Chúa, nhưng mẹ nói rằng sự chiêm ngắm rất ích lợi hơn cho tâm hồn và nâng cao nó lên cùng Thiên Chúa. Ở đó, ta chiêm ngưỡng thiên tính hoàn hảo của người và nỗi cơ hàn của chúng ta, cũng như của bao tâm hồn khốn nạn. Không phải để chỉ trích họ, nhưng để ái ngại cho họ và hiểu họ, và để cảm ơn Chúa đã nâng đỡ chúng ta, ngăn cản chúng ta phạm tội, hoặc đã tha thứ cho chúng ta và không để chúng ta dưới đất. Như vậy, chúng ta mới cầu nguyện thực sự, tức là yêu. Bởi vì kinh nguyện theo đúng như thực sự nó phải là, thì nó phải là tình yêu. Nếu không, thì đó chỉ là những cái giật môi mà tâm hồn thì vắng bóng. Nhưng có được phép nói với Thiên Chúa không, khi người ta có cặp môi ô uế vì biết bao lời phàm tục? Con, trong những giờ trầm mặc mà con đã qua, như mẹ đã dạy con, mẹ là tông đồ rất dịu dàng của con. Con đã đàn áp con tim của con, vì nó muốn nói với Thiên Chúa. Con yêu Chúa. Không, tại sao? Bởi vì con thấy như mình dâng một của lễ bất kính, khi con dâng quả tim của con. Con gái mẹ ơi, đừng làm vậy. Đừng làm điều đó. Trước tất cả, quả tim của con đã được tái thánh hiến bởi sự tha thứ của Chúa con và Chúa Cha. Chỉ nhìn thấy sự tha thứ này. Nhưng dù nếu Giê-xu chưa tha thứ cho con, và nếu con trong sự cô độc không hay biết, có thể là về vật chất cũng như tinh thần, con kêu với Thiên Chúa. Cha ơi, con yêu cha, xin tha cho những khốn nạn của con. Con không thích nó,
bởi vì nó làm khổ cho cha. Ôi, Maria ơi, hãy tin chắc rằng Thiên Chúa Cha, chính Người sẽ tha thứ cho con vì tiếng kêu tình yêu của con rất thân thiết đối với Người. Hãy trao thân con, hãy phó mình con cho tình yêu, đừng đàn áp nó. Cả đến, hãy để nó trở nên hung bạo như một đám cháy. Đám cháy thiêu đốt hết những gì là vật chất, nhưng không phá hủy một phân tử nào của không khí, vì không khí vô hình thể. Trái lại, nó thanh tẩy những vấn rác tí hon mà gió mang tới cho nó và làm cho nó thành nhẹ hơn. Tình yêu cũng vậy đối với linh hồn. Nó thiêu đốt mau lẹ những chất thuộc về loài người, nếu Thiên Chúa cho phép, nhưng nó không phá hủy linh hồn. Trái lại, nó làm gia tăng sức sống của linh hồn, làm cho nó trong sạch và lanh lẹ, để bay lên với Thiên Chúa. Con thấy Doan ở đằng kia không? Đó thực sự là một thằng con trai, nhưng đó là con Phượng Hoàng. Nó mạnh hơn tất cả các tông đồ, vì nó đã hiểu cái bí mật của sức mạnh cho việc đào tạo siêu nhiên, sự chiêm ngắm trong tình yêu. Nhưng nó trong sạch. Con, nó là con trai. Con... Vậy hãy nhìn Zelot, đó không phải là đứa con trai. Ông đã sống, ông đã chiến đấu, ông đã oán ghét. Ông nhận biết điều đó cách thành thực, nhưng ông đã học chiêm ngắm. Ông ta cũng vậy. Hãy tin mẹ, đã tiến rất cao. Con thấy không? Hai người tìm nhau vì họ giống nhau. Họ đã đạt tới cùng một tuổi hoàn thiện của tinh thần, bằng cùng một phương tiện, kinh nguyện tinh thần. Chính bởi nó mà đứa con trai trở nên trưởng thành trong thần trí của nó. Và cũng bởi nó mà một kẻ đã già nua mệt mỏi lại trở nên cường tráng mạnh mẽ. Và con biết một người khác, không phải là tông đồ, sẽ, và ngay cả đến, là đang tiến nhanh, nhờ vào cái khuynh hướng tự nhiên thích chiêm ngắm của ông. Mà từ khi ông làm bạn với Giê-xu, đối với ông, nó đã là một nhu cầu thiêng liêng. Anh của con. Anh Lazaro của con. Ôi mẹ ơi, hãy nói cho con. Mẹ biết nhiều thứ quá, vì Thiên Chúa chỉ cho mẹ. Lazaro sẽ đối xử với con thế nào khi gặp con lần đầu? Trước đây, anh ấy nín lặng, khinh bỉ. Nhưng anh làm thế bởi vì con. Con không thể chịu đựng được những quan sát của anh. Con đã rất tàn nhẫn với anh con và chị con. Bây giờ con hiểu. Bây giờ, anh biết là anh có thể nói. Anh sẽ nói gì với con? Con sợ sự của trách thẳng thừng của anh. Ôi, chắc chắn anh sẽ nhắc lại tất cả những đau khổ mà con đã gây ra. Con muốn bay về với Lazaro, nhưng con sợ. Trước kia, con còn về đó, nhưng những kỷ niệm của người mẹ đã chết của con, nước mắt của người còn hiện diện trên những vật mà người dùng. Những nước mắt đổ ra cho con vì tội con. Không có gì làm con chuyển động. Con tim của con, nó vô liêm sỉ, trơ cháo, khép kín trước tất cả những tiếng nói không phải là tội lỗi.
Nhưng bây giờ, con không còn những sức mạnh xấu của tội nữa. Nên con run. Lazaro sẽ làm gì cho con? Ông sẽ mở đôi cánh tay ra cho con và gọi con. Em gái yêu của anh. Nói bằng con tim của ông, nhiều hơn bằng cặp môi. Ông đã được đào tạo vững vàng trong Thiên Chúa. Đến nỗi, ông chỉ có thể xử sự cách đó. Đừng sợ, ông sẽ không nói với con một lời nào về quá khứ. Ông ta, tựa như mẹ nhìn thấy, đang ở đó, tại Bethany. Và những ngày chờ đợi rất dài đối với ông. Ông chờ con để ôm con vào lòng, để thỏa mãn tình huynh đệ của ông. Con chỉ có việc yêu ông như ông yêu con, để thưởng thức niềm vui được sinh ra bởi cùng một dạ. Con sẽ yêu anh, dù anh có mắng chắc con xứng đáng bị. Nhưng ông ta chỉ yêu con, không có gì khác. Hai người tới nơi cho em và Simon, lúc họ đang nói về các cuộc hành trình trong tương lai. Họ đứng dậy với vẻ trọng kính khi mẹ Chúa đến. Chúng tôi cũng đến để ca tụng Chúa vì công trình đẹp đẽ của người trong việc tạo dựng. Mẹ ơi, mẹ thấy biển bao giờ chưa? Ồ, mẹ đã thấy. Và khi ấy, trong lúc bão tố, nó còn ít quay cuồng hơn con tim của mẹ và ít mặn hơn nước mắt của mẹ. Trong khi mẹ đi trốn dọc theo bờ Gaza để tới biển đỏ với bé tí của mẹ trong tay và sự sợ hãi là Herode đang đuổi theo mẹ, và mẹ lại thấy nó lúc trở về. Nhưng lúc trở về là mùa xuân trên mặt đất cũng như trong lòng mẹ, mùa xuân của việc hồi hương. Và Giê-xu vỗ đôi tay nhỏ sung sướng khi thấy những thứ mới. Giuse và mẹ, chúng ta cũng sung sướng vì lòng nhân từ của Chúa đã làm cho cuộc lưu đày của chúng ta tại Mataria bớt gian khổ bằng hàng ngàn cách. Cuộc đàm thoại của họ tiếp tục, nhưng tôi không còn nghe và thấy gì nữa. Ave Maria, lòng mẹ chan chứa hồng ân. Này con xin dâng lên trọn niềm yêu mến cậy chờ. Đường chân muôn khó nguy, mẹ dìu con bước đi. Lòng con lo lắng chi, bước đi bên mẹ. Con vẫn đẹp tươi để mẹ luôn thương mến, nắm tay mẹ lành đến yêu chân thành. Mẹ bên con khắp nơi làng quê hãy vô vui ngôn ngữ lên quê trời, cả trời mây bao la đều dẫn vang khúc tình ca. Dù ngàn năm trôi qua còn nở tươi những đài hoa, luôn thương mẹ, nắm tay mẹ lời.
thoáng khắp nơi làng quê hai phố vui hôn ngưỡng lên quê trời. Để chọn câu yêu thương, mẹ cùng con bước hành hương. Chẳng nề chi phong sương, tình mẹ soi chiếu ngàn phương. Mẹ dạy con mến yêu, mẹ dạy con tin chung, mẹ dạy con hiến dâng, sống trong ân tình. Đời con sống trong tình yêu, giữa bao buồn vui hồn con vẫn đẹp tươi để mẹ luôn thương mến. Nắm tay mẹ lại mến yêu chân thành, mẹ bên con khắp nơi làng quê hay phố vui hồn ngước lên quê trời. Ước mơ đời con sống trong tình luôn thương mến. Nắm tay mẹ lành mến yêu chân thành, mẹ bên con khắp nơi làng quê hay phố vui hồn ngước lên quê trời. Mẹ bên con khắp nơi làng quê hay phố vui hồn ngước lên quê trời. Mẹ bên con khắp nơi làng quê hay phố vui. Chương 111. Tại Bethlehem thuộc Galilee. Đây là buổi chiều khi các ngài tới Bethlehem thuộc vòng Galilee. Người ta hiểu rằng thành phố mang tên này là miền đất trải ra trên các ngọn đồi dợt sóng, bao quanh bằng màu xanh của các rừng, các đồng cỏ nơi các đoàn vật được chăn và đang đi xuống để về trường nghỉ đêm. Bầu trời màu đỏ, cái còn lại của một hoàng hôn mặn đang hoàn tất, khí quyển chứa đầy nhạc thôn dã của tiếng chuông và tiếng kêu bê bê run run hòa lẫn với những tiếng kêu vui vẻ của trẻ con đang chơi đùa và tiếng các bà mẹ gọi chúng. Yuda Simon, hãy đi cùng với Simon để kiếm một chỗ trọ cho chúng ta và cho các phụ nữ. Các quán đều ở trung tâm miền. Chúng ta sẽ gặp hai con ở đó. Trong khi Giuđa và Simon vâng lời, Giê-xu quay về với mẹ người và nói: Lần này không phải như lần ở xứ Bethlehem khác. Má à, má sẽ tìm được một nơi để nghỉ ngơi. Không có nhiều người du hành vào mùa này, cũng không có chiếu chỉ. Vào mùa này, thật dễ chịu khi ngủ ngay cả ngoài cánh đồng, hoặc giữa những người mục đồng này, giữa những con chim này. Và Maria mỉm cười với con mẹ, và mỉm cười với các mục đồng nhỏ, đang đăm đăm nhìn mẹ cách tò mò. Mẹ mỉm cười một cách, làm cho một đứa lấy cùi chỏ, hút vào một đứa khác và nói nhỏ: Đây chắc chắn là bà rồi. Và nó tiến lên, chắc bụng và nói: Con chào bà, Maria đầy ơn phúc, Chúa ở cùng bà. Maria trả lời bằng một nụ cười còn êm đềm hơn: Chúa đó. Và mẹ chỉ vào Giê-xu, trong lúc người đang quay lại để nói với hai người anh họ, để giao cho họ nhiệm vụ phân phát của bố thí.
cho những người nghèo đang tiến lại. Với những tiếng than van, mẹ động nhẹ vào con mẹ và nói với người. Con ơi, mấy nhỏ một đồng này tìm con, và chúng đã nhận ra mẹ. Mẹ không biết bằng cách nào. Chắc chắn Isaac đã qua đây và để lại đây hương thơm của mặt khải. Bé con, lại đây đi. Thằng bé một đồng, một đứa tóc nâu đen độ 12, 14 tuổi, lưỡng lự, dù là gầy, mắt đen rất linh hoạt, tóc xõa bù xù như nô lệ, thân bọc trong miếng da cừu. Tôi thấy nó như bản sao của vị tiền hô trẻ. Nó lại gần Giê-xu với nụ cười sung sướng như bị thôi miên. Bình an cho con, bé con. Làm sao con nhận ra được Maria? Bởi vì chỉ có mẹ đấng cứu tinh mới có thể có nụ cười như này và khuôn mặt này. Người ta đã nói với con. Khuôn mặt của một thiên thần, đôi mắt như vì sao, và nụ cười còn êm hơn cái hôn của bà mẹ, êm như tên Maria của người, thánh thiện tới nỗi có thể cúi xuống trên Thiên Chúa mới sinh. Con thấy những thứ đó trên bà và con chào bà, vì con tìm thấy. Lạy Chúa, chúng con tìm Ngài và con không dám chào Ngài trước tiên. Ai đã nói với con về chúng ta? Isaac, người của Bethlehem khác. Ông ta đã hứa sẽ dẫn chúng con tới với Ngài vào mùa thu. Isaac đã đến đấy. Ông hãy còn ở trong miền này với biết bao môn đệ. Nhưng chính ông đã nói với chúng con đã tin ở lời ông. Lạy Chúa, xin cho chúng con được thờ Ngài như các bạn chúng con trong đêm hồng phúc. Và trong khi nó quỳ gối trong bụi đất của đường đi, nó kêu một tiếng với các một đồng khác đang cho dừng đoàn vật ở cổng thành phố. Cổng đó là một kiểu để nói, vì thành phố này không có tường bao quanh. Đó cũng là nơi Giê-xu dừng lại để chờ các phụ nữ và để cùng với các bà đi vào thành phố. Đứa trẻ một đồng kêu, ba ơi, các anh và các bạn ơi, chúng ta đã tìm thấy Chúa, hãy đến thờ lạy. Các mục đồng đến tụ họp cùng với đoàn vật của họ bên Giê-xu và xin người đừng đi nơi khác, nhưng hãy chấp nhận căn nhà nghèo của họ ở cách đó không xa để ở cùng với các bạn của người. Có một cái chuồng lớn, họ cách nghĩa, bởi vì Thiên Chúa bảo vệ chúng con. Có những hành lang và các phòng đầy rơm rạ thơm. Các phòng thì để cho bà mẹ và các chị, bởi vì đó là các phụ nữ. Nhưng cũng có một phòng cho Ngài. Những người khác có thể ngủ trên rơm với chúng con tại hành lang. Thầy cũng vậy. Thầy sẽ nghỉ cùng với các con. Và đối với thầy, đó là sự nghỉ ngơi còn êm hơn là nếu thầy ngủ trong phòng của ông vua. Nhưng trước tiên, chúng ta phải đi báo cho Giuđa và Simon. Thưa thầy, con đi. Phêrô nói, và ông ra đi cùng với Gia-cô-bê, Giê-bê-đê. Họ dừng lại ở bờ đường trong khi chờ bốn tông đồ. Các mục đồng nhìn Giê-xu, tự như đây đã là Thiên Chúa trong vinh quang của người. Những đứa bé hơn thì thực sự sung sướng. Hình như chúng muốn in vào trí khôn chúng hết mọi chi tiết về Giê-xu và Maria. Mẹ đang cúi xuống để vuốt ve những con chiên. Khi chúng đến, cà mũi vào đầu gối người và kêu bê bê. Trong nhà Elizabeth, bà con của mẹ, cũng có một con. Nó cứ liếm cái bím tóc của mẹ mỗi khi nó thấy mẹ. Mẹ gọi nó là bạn, vì với mẹ, nó đúng là người bạn, giống như một đứa trẻ. Vì khi nào nó có thể, nó đều chạy đến với mẹ. Con này, nó nhắc mẹ nhớ tới con đó. Rõ ràng, với đôi mắt hai màu của nó,
đừng giết nó nha. Còn ở nhà, Elizabeth cũng vậy. Người ta đã để cho nó sống vì tình yêu của nó đối với mẹ. Thưa bà, đây là một con chiên cái. Chúng con muốn bán bởi vì nó có mắt hai màu và con tin là một mắt nó nhìn thấy rất ít. Nhưng chúng con sẽ giữ nó lại nếu bà muốn. Ôi, phải. Mẹ muốn là không bao giờ người ta giết một con chiên. Chúng thật vô tội. Tiếng kêu của chúng là tiếng kêu của trẻ con gọi mẹ. Mẹ thấy như người ta giết một đứa trẻ khi người ta giết một trong những con này. Nhưng thưa bà, như vậy thì sẽ không còn chỗ cho chúng ta trên trái đất nếu tất cả các con chiên đều ở lại trong đời sống. Người mục đồng già nhất nói. Mẹ biết vậy, nhưng mẹ nghĩ tới sự đau đớn của chúng, cũng như của các con cừu cái. Mẹ chúng, chúng khóc rất nhiều khi người ta bắt con của chúng đi. Chúng có vẻ rõ ràng là mẹ, giống như chúng ta. Và mẹ không thể nhìn thấy ai khổ. Và mẹ cảm thấy một sự tan nát khi mẹ thấy một bà mẹ bị khổ như vậy. Đó là một sự đau khổ hoàn toàn khác với tất cả các đau khổ khác. Bởi vì đối với chúng ta, sự tan nát không phải chỉ ở trái tim và trí não, do sự chao động gây ra bởi cái chết của một đứa con, mà nó còn xé nát tới tận gan ruột nữa. Chúng ta, những bà mẹ, luôn luôn kết hợp với con mình. Chính chúng ta là kẻ người ta xé nát tan tành khi người ta bắt đứa con của chúng ta đi. Maria không mỉm cười nữa, một giọt nước mắt sáng long lanh trong đôi mắt xanh của người. Mẹ nhìn Giê-xu, người nghe mẹ và nhìn mẹ, và mẹ đè một bàn tay trên cánh tay người, tựa như mẹ sợ người ta sắp mang người đi khỏi mẹ. Trên con đường đầy bụi, có một nhóm nhỏ, những người trang bị vũ khí đi tới. Có 6 người, hộ tống những người đang phát ra những tiếng hô hoán. Các người một đồng nhìn họ và nói nhỏ với nhau. Rồi họ nhìn Giê-xu và Maria. Người mục đồng già nhất nói. May mắn là thầy không vào thành tối nay. Tại sao vậy? Bởi vì những người này, những người vừa đi qua vào thành phố và ở đó, họ sẽ giật một đứa con trai khỏi một bà mẹ. Ôi, nhưng tại sao? Để giết anh ta. Ồ, không. Anh ta đã làm gì? Giê-xu cũng hỏi vậy, và các tông đồ bước lại gần để nghe. Người ta thấy một người bị giết trên đường miền núi. Đó là ông nhà giàu Gioan. Ông ta từ Sycaminon trở về với rất nhiều tiền. Nhưng đó không phải là những kẻ cướp, vì tiền vẫn còn ở trên người chết. Người đầy tớ hộ vệ ông ta đã nói rằng chủ anh ta đã bảo anh ta chạy đi trước để báo tin là ông ta về. Trên con đường, anh ta chỉ gặp một mình người thanh niên mà người ta sắp giết đi về phía xảy ra vụ sát nhân. Rồi có 2 người ở trong miền đã thề là thấy anh ta tấn công Gioan. Bây giờ cha mẹ của người chết đòi cái chết của người thanh niên nếu anh ta sát nhân. Ông không tin điều đó à? Điều đó đối với con là không thể được. Người thanh niên mới hơi lớn hơn cậu thiếu niên một tí. Anh ta rất tốt. Anh luôn luôn sống với mẹ anh. Mà anh ta là đứa con duy nhất. Bà ta quá, một bà quá thắng. Anh ta không thiếu nguồn lợi. Anh ta không nghĩ tới đàn bà. Anh không phải người hay cãi vả. Anh ta không điên,
Vậy tại sao anh ta giết người? Nhưng có lẽ anh ta có những kẻ thù. Ai? Chú em? Người đã chết? Hay Aden? Người bị kết án? Người bị kết án? À, con không biết. Nhưng con không biết. Ông ơi, hãy thành thật. Lạy Chúa, đó là điều con nghĩ. Nhưng Isaac đã bảo chúng con là đừng nghĩ xấu cho người đồng loại. Nhưng người ta phải can đảm nói ra để cứu một kẻ vô tội. Nếu con nói, dù con có lý hay nói sai, con cũng phải trốn khỏi đây. Bởi vì Asher và Jacob rất mạnh thế. Hãy nói và đừng sợ. Ông sẽ không bị miễn cưỡng trốn tránh đâu. Lạy Chúa, bà mẹ của Aden còn trẻ, đẹp và khôn ngoan. Asher không khôn ngoan, Jacob cũng không. Với Asher, ông khoái bà vợ quá trẻ. Còn với Jacob, cả xứ đều biết rằng Jacob là một con chim gáy trong đời sống vợ chồng của cho em. Con nghĩ rằng... Thầy hiểu. Các bạn ơi, ta đi. Các bà hãy ở lại với các hụt đồng. Thầy sẽ trở lại ngay. Không, con ơi. Mẹ đi với con. Giê-xu đi lẹ về phía trung tâm thành phố. Các người mục đồng ngập ngừng. Nhưng rồi, họ đẻ đoàn vật cho đứa bé nhất, để nó ở lại với các bà, ngoại trừ mẹ người và Maria Anphê đi theo Giê-xu. Và họ vội vã để bắt kịp nhóm các tông đồ. Ở con đường thứ ba, giao với con lộ chính của Bethlehem, họ gặp Iscariot, Simon, Phêrô và Giacôbê đang tới. Khoa chân múa tay, miệng la lối. Chuyện bi đát chừng nào, thầy ơi, bi thảm và đau đớn chừng nào. Phêrô nói, bối rối. Một người con trai bị bạo lực lôi ra khỏi người mẹ, để người ta giết nó. Bà bảo vệ nó như một con linh cẩu. Nhưng một người đàn bà mà chống lại những người mang khí giới. Simon Zelot nói thêm. Bà ta đã chảy máu khắp nơi. Iscariot nói. Người ta đã phá tung cửa bởi vì bà cài trần ở trong nhà bà. Jacob ZBD chấm dứt. Thầy đi tìm bà. Ồ, vâng. Chỉ mình thầy có thể an ủi bà. Họ quẹo bên phải, rồi bên trái về trung tâm thành phố. Người ta đã thấy đám đông tụ tập huyên náo, rần rần chèn ép nhau gần nhà của Eben, và tiếng kêu của một người đàn bà xé lòng, dã man, hung bạo, đồng thời thảm thương vọng tới tận đây. Giê-xu vội vã đi về một công viên nhỏ, một chỗ đường rộng ra, thì đúng hơn là một công viên, nơi mà sự huyên náo đã lên tới cực độ. Người đàn bà còn đang giằng co con trai bà với các tên lính. Bà ghì lấy, một tay đã trở nên như những móng vuốt, bám chặt vào chiếc cửa đã bị phá. Còn tay kia bám chặt lấy dây lưng con bà. Nếu ai tìm cách chia lìa bà ra, thì bà cắn cách tàn ác, vô cảm đối với những cú người ta đánh bà và sự đau đớn ở đầu tóc. Khi người ta giật tóc ngược ra phía sau cách tàn bạo, làm bà ngửa ra đằng sau, và khi bà không cắn thì bà la. Buông nó ra, quân sát nhân, nó vô tội. Đêm xảy ra vụ ám sát Joel, nó ngủ trong giường bên cạnh tao. Quân sát nhân, quân vô khống, dơ bẩn, thề gian. Cậu con trai bị giữ ở vai bởi những người muốn bắt cậu, bị cầm tay kéo đi, khuôn mặt bối rối. Cậu quay lại và kêu. Má ơi, má ơi, tại sao con phải chết trong khi con không làm gì cả? Đó là một thiếu niên đẹp trai, cao lớn, dong dỏng, mắt đen rất êm dịu, tóc đen láy và hơi giận sóng. Quần áo anh bị xé rách,
để lộ ra cho thấy một cơ thể mềm mại, trẻ trung, hầu như cơ thể một trẻ em. Giê-xu được trợ giúp bởi các kẻ hộ tống người. Phần đám đông cứng ngắc ra, khoan lấy một lối đi cho tới cái nhóm thảm hại. Ngay vào lúc người đàn bà đã kiệt sức, bị dịch khỏi cái cửa và lôi đi như một cái giò dính vào cơ thể con bà. Trên đường đá lầm chậm, nhưng việc lôi kéo chị đi xa được mấy mét, thì một cú đánh mạnh hơn đã rứt được tay bà mẹ ra khỏi dây lưng của con bà. Và người đàn bà té sấp, dập mặt xuống đường, làm máu chảy ra hơn nữa. Nhưng bà trỗi dậy ngay, quỳ gối giơ tay ra, trong khi người ta lôi con bà đi mau qua đám đông, tránh ra khỏi khó khăn. Anh giơ cánh tay trái, vẫy tay, trong khi quay lại phía sau và kêu: Má ơi, vĩnh biệt má. Má nhớ ít nhất là má. Hãy nhớ rằng con vô tội. Người đàn bà nhìn anh ta với đôi mắt như điên, rồi nằm vật ra trên đất, bất tỉnh. Giê-xu hiện diện trước nhóm lính gác. Dừng lại một lát, tôi truyền cho các ông. Và khuôn mặt người không chịu những đối đáp. Ông là ai? Một thị dân trong đám hỏi cách gây hấn. Chúng tôi không biết ông. Hãy tránh ra để chúng tôi đi, để nó phải giết trước lúc đêm tới. Tôi là một rabbi, vị lớn nhất. Nhân danh Jehovah, các ông phải đứng lại. Nếu không, Thiên Chúa sẽ cho xét đánh các ông. Lúc này tự như người sắp giáng xét xuống trên họ. Ai là nhân chứng chống lại anh này? Tôi, ông này và ông này. Người đã nói đầu tiên trả lời. Sự minh chứng của các ông không có giá trị, bởi vì nó không đúng sự thật. Tại sao ông nói như vậy? Chúng tôi đã sẵn sàng để tuyên thệ. Lời thề của các ông là một tội. Chúng tôi phạm tội. Chúng tôi. Các ông. Cũng giống như việc các ông đã che giấu sự dâm đảng. Cũng giống như việc các ông nuôi sự thù ghét. Việc các ông khao khát giàu sang. Việc các ông sát nhân. Các ông cũng thề gian. Các ông đã bán mình cho dơ bẩn. Các ông có khả năng hoàn thành bất cứ một việc đê tiện nào. Hãy thận trọng lời nói của ông. Tôi là Esher. Còn tôi là Giê-xu. Ông không phải người ở đây. Ông không phải thầy cả. Cũng không phải quan án. Ông không là gì cả. Ông là người ngoại quốc. Phải. Tôi là người ngoại quốc. Vì trái đất này không là vương quốc của tôi. Nhưng tôi là quan án và là thầy cả. Không phải chỉ là của cái mảnh đất nhỏ này, mà là của toàn thể Israel và của toàn thế giới. Chúng ta đi thôi. Chúng ta đi thôi. Chúng ta không cần mắc mớ gì với một tên điên. Tên nhân chứng kia nói, trong khi hắn đẩy Giê-xu để người tránh ra. Ông không được bước thêm một bước nào nữa. Giê-xu quát như sấm và nhìn hắn với cái nhìn của phép lạ, làm tê liệt và chế ngự, cũng như lúc người trả lại sự sống và niềm vui khi người muốn. Ông không bước thêm một bước nào nữa. Ông không tin vào điều tôi nói sao? Vậy hãy nhìn đây. Ở đây không có bụi của đền thờ, cũng không có nước của đền thờ, cũng không có những lời được viết bằng mực để làm cho trở nên rất đắng thứ nước. Là sự phán quyết cho sự ghen tương và ngoại tình. Nhưng ở đây có ta, và chính ta tuyên án. Tiếng nói của Giê-xu vang như tiếng kèn, vì nó sắc bén chừng nào. Người ta chen chúc để coi, chỉ có rất thánh Maria và Maria Anphê lo việc cứu giúp người mẹ bị xỉu. Và đây, hãy coi ta xử thế nào. Hãy cho ta một nhúng bụi đường và một ít nước trong một cái bình. Và trong khi người ta lo cho ta những thứ đó, thì các ông, những kẻ bên nguyên, và con, bên bì, hãy trả lời ta. Thằng con trai, con có tội không? Hãy nói cách ngay thẳng, với đấng là vị cứu tinh của con. Lạy Chúa,
Con vô tội. À sơ, ông có thể thề là ông chỉ nói sự thật không? Tôi thề như vậy, tôi không có lý do nào để nói dối. Tôi thề trên bàn thờ, cầu cho lửa từ trời xuống thiêu đốt tôi nếu tôi không nói sự thật. Dạ có, ông có thể thề là ông ngay thẳng trong sự kết tội và không có một lý do bí mật nào đã thúc đẩy ông nói dối không? Tôi thề nhân danh Giê-hô-va, chỉ có tình yêu đối với người bạn bị sát hại của tôi thúc đẩy tôi nói. Với người này tôi không có dính dáng gì cả. Và mày, tên đệ tử, mày có thề là đã nói sự thật không? Tôi thề điều đó 1000 lần, nếu cần. Ông chủ của tôi, ông chủ tội nghiệp của tôi. Và hắn khóc, trong khi lấy áo khoác che đầu. Được rồi, đây là nước, đây là bụi, và đây là lời. Lạy Cha, là Cha rất thánh, và là Thiên Chúa tối cao, qua trung gian của con, xin Cha hoàn tất việc phán quyết sự thật, để đời sống và hạnh phúc được trả lại cho kẻ vô tội và cho người mẹ đau khổ của nó, và một sự luận phạt chính đáng cho những kẻ không vô tội. Nhưng vì ân phúc mà con có trước mặt Cha, xin Cha đừng cho lửa, cũng đừng cho cái chết, nhưng cho một sự đền tội lâu dài đến với những kẻ đã phạm tội. Người nói những lời này trong khi giơ tay trên chiếc bình, giống như các linh mục khi làm lễ, đúc dâng bánh rượu. Rồi người nhúng bàn tay phải của người vào trong chiếc bình, và với bàn tay ướt, người vẩy nước trên 4 kẻ chịu sự phán xét. Rồi người bắt họ mỗi người uống 1 ngụm nước này, trước tiên là người thiếu niên, rồi đến 3 người kia. Rồi người khoanh tay trước ngực và nhìn họ, đám đông cũng nhìn chăm chú. Rồi sau một lát, họ phát ra tiếng kêu và sấp mặt xuống đất. Khi đó, 4 người sắp hàng cũng nhìn nhau, và đến lượt họ cũng kêu lên. Người đầu tiên là người thiếu niên kêu lên vì sững sờ, còn 3 người kia kêu lên sợ hãi, vì họ thấy mặt họ bị phủ một thứ cùi thình lình. Trong khi người con trai trẻ thì vô can, người đầy tớ quỳ xuống chân Giê-xu, người cũng tránh ra như mọi người khác, kể cả các lính gác. Và người cầm tay người trẻ Ê-ben kéo ra, để cậu ta không bị nhiễm vì ở gần 3 người cùi. Người đầy tớ kêu lên, không, không, xin tha, tôi bị cùi. Chính họ đã trả tiền cho tôi để làm ông chủ chậm lại tới buổi chiều, để đánh ông ta trên con đường vắng vẻ. Chúng bảo tôi cố ý làm súc móng sắt của con lừa. Chúng bảo tôi nói dối là tôi đi lên trước. Thật sự tôi đã cùng với chúng để giết ông ta, và tôi cũng nói tại sao chúng đã làm vậy. Bởi vì Gioan đã nhận ra được rằng Gia-cốp yêu người vợ trẻ của ông, và vì A-sa muốn bà mẹ của A-ben mà bị bà từ chối. Chúng đã đồng ý với nhau để loại trừ cùng một lúc Gioan và A-ben để vui hưởng với các bà. Tôi đã nói, lấy bệnh cùi đi cho tôi đi. Xin lấy nó đi cho tôi. Anh Ben, mày tốt, cầu xin cho tao với. Con, hãy lại với mẹ con, để khi hồi tỉnh, bà nhìn thấy mặt con và trở lại đời sống bình thản. Và các ông, với các ông, tôi phải nói, mọi sự được làm cho các ông như các ông đã làm, và đó chỉ là công lý loài người. Nhưng tôi đưa các ông vào một sự đền tội ngoài con người. Bệnh cùi mà các ông ghê sợ sẽ tránh cho các ông khỏi bị bắt và bị giết như các ông đáng. Ở dân thành Bethlehem, quý vị hãy tránh ra, hãy mở ra như nước biển, để lối cho họ đi tới chiếc tàu khổ sai của họ. Một cái khổ sai kinh sợ, ghê gớm hơn là một cái chết lập tức. Đó là tình thương của Thiên Chúa, để họ có dịp thống hối nếu họ muốn. Thôi, giải tán đi,
đám đông dính vào hai bên tường để trống giữa đường. Ba người bị phủ đầy cùi, tựa như họ bị bệnh từ bao năm rồi vậy. Họ ra đi, người nọ sau người kia, về phía miền núi. Trong sự yên lặng của hoàng hôn đã xuống, làm im đi tất cả tiếng kêu của loài chim và các loài cầm thú. Người ta chỉ còn nghe thấy tiếng khóc của họ. Hãy thanh tẩy đường xá bằng thật nhiều nước sau khi đã đốt lửa tại đó. Các ông, các lính gác, hãy đi tường thật rằng công lý đã được thi hành, và hãy làm hoàn toàn như luật Môi-se. Giê-xu sẵn sàng để đi lại chỗ mẹ người và Maria An-phê, vẫn tiếp tục cứu giúp người đàn bà đang từ từ hồi lại. Trong khi con trai bà vuốt ve đôi tay lạnh của bà và hôn chúng, thì dân thành Bethlehem với sự trọng kính và với sợ hãi kêu xin người. Lạy Chúa, xin nói với chúng tôi, Ngài quả là mạnh. Đúng thật, Ngài là vị mà một người đã nói khi qua đây để loan báo về đấng Messia. Thầy sẽ nói lúc về đêm gần trùng vật của các mục đồng. Lúc này thầy đi giúp người mẹ ổn định lại. Người đến với người đàn bà đang ngồi trên đầu gối Maria Anfe. Bà đã hơi tỉnh, nhìn khuôn mặt đầy tình cảm của Maria đang mỉm cười với bà. Bà không ý thức mấy, cho tới khi bà đưa cái nhìn về mái tóc đen huyền của đứa con trai bà đang cúi xuống trên đôi tay run rẩy của bà, và bà hỏi: Tôi cũng đã chết rồi, đây là lâm bô. Không đâu bà, đây là trái đất, đây là con trai bà được cứu khỏi chết, và người này là con trai tôi vì cứu tinh. Người đàn bà có một cử động đầu tiên rất nhân loại. Bà thâu toàn lực, chồm lên, cầm lấy cái đầu đang cúi xuống của con bà. Bà thấy nó khỏe mạnh và lành lặn. Bà ôm lấy nó cách cuồng nhiệt, khóc và cười, tìm ra mọi thứ tên mà bà đã gọi nó khi nó còn nhỏ, để nói với nó niềm vui của bà. Vâng má ơi, vâng, nhưng bây giờ hãy nhìn, không phải vào con, nhưng người, người đã cứu con, hãy ngợi khen Thiên Chúa. Người đàn bà hãy còn quá yếu, không thể đứng lên, cũng không thể quỳ. Bà giơ hai tay run rẩy và hãy còn chảy máu. Bà cầm bàn tay của Giê-xu, bao phủ nó bằng nước mắt và những cái hôn. Giê-xu để bàn tay trái người lên đầu bà và nói: Hãy sung sướng trong bình an và hãy luôn luôn tốt. Con cũng vậy, A-ben. Không, lạy Chúa con, sự sống con và sự sống con trai con thuộc về Ngài, vì Ngài đã cứu nó. Xin Ngài cho phép nó được đi với các môn đệ như nó ước ao từ khi họ tới đây. Con dâng nó cho Ngài với tất cả niềm vui. Và con, xin Ngài cho phép con được theo nó để phục vụ các tôi tớ của Thiên Chúa. Còn nhà cửa của bà? Ôi, lạy Chúa, một người được tái sinh vào đời sống có thể có những tình cảnh như nó có trước khi chết không? Nhờ Ngài, Mita đã ra khỏi sự chết và hỏa ngục. Ở trong miền này, con có thể đi tới chỗ ghét những kẻ đã hành hạ con trong đứa con của con, và Chúa giảng tình yêu con biết. Vậy xin Chúa cho phép bà Mita tội nghiệp được yêu đấng duy nhất xứng đáng với tình yêu, yêu sứ mạng của người và các tôi tớ của người. Bây giờ con còn quá mệt, chưa thể đi theo Chúa, nhưng ngay khi con có thể, lạy Chúa, xin cho phép con sẽ theo Chúa
và ở gần Aben của con. Bà sẽ theo con bà và theo thầy cùng với nó. Hãy sung sướng. Bây giờ hãy bình an. Chào bà với sự bình an của thầy. Và trong khi người đàn bà được con bà và mấy bà đạo đức nâng đỡ để trở vào nhà, thì Giê-xu với các người bục đồng, các tông đồ, mẹ người và Maria An-phê ra khỏi vùng để đi về chuồng súc vật. Ở chỗ tận cùng của con đường đổ vào cánh đồng, một đống lửa lớn được đốt lên để soi sáng cho cuộc họp. Rất đông người ngồi theo hình bán nguyệt trong cánh đồng để chờ Giê-xu nói. Trong khi chờ đợi, họ nói về những biến cố trong ngày. A-ben cũng ở đó với nhiều người. Họ mừng anh và nói rằng tất cả đều tin là anh vô tội. Nhưng quý vị cũng đã sẵn sàng để giết tôi. Ngay cả anh đã chào tôi tại cửa nhà tôi vào giờ người ta giết Joan. A-ben nói, vì cậu không thể không trả lời cho một chàng trẻ kia. Rồi cậu thêm, nhưng tôi tha cho anh nhân danh Giê-xu. Đây, Giê-xu từ chuồng súc vật đến với họ, cao lớn, mặc đồ trắng. Các tông đồ bao quanh, các mục đồng và các bà theo sau. Bình an cho tất cả các con. Nếu việc thầy đến đây đã thiết lập được nước Thiên Chúa giữa các con, thì nguyện Chúa được chúc tụng. Nếu việc thầy đến đây đã làm sáng tỏ một sự vô tội, thì nguyện Chúa được chúc tụng. Nếu sự kiện đã đến đúng lúc để ngăn cản một tội ác và cũng để cho ba kẻ có tội phương thế để tự cứu chuộc, thì nguyện Chúa được chúc tụng. Bây giờ, ngày hôm nay, đã thúc giục chúng ta suy niệm về rất nhiều điều. Chúng ta suy gẫm nó trong khi đêm về, để bằng màn tối của nó bao phủ niềm vui của hai con tim và sự ân hận của ba con tim khác. Trong sự tối đen của nó che phủ như một tấm màn nết na, những nước mắt vui mừng của hai người đầu và những nước mắt cháy nóng của ba người kia. Nhưng Thiên Chúa thấy, tất cả những chuyện này có cái khuynh hướng là coi như không và vô ích những điều Thiên Chúa đã ban bố bởi lề luật. Lề luật được ban bố bởi Thiên Chúa một cách lý thuyết thì rất được tôn trọng trong Israel, nhưng trong thực tế thì không. Lề luật dạy được phân tích, được mổ xẻ, được cắt thành từng miếng, đến nỗi làm cho nó chết bởi những hành hạ tinh vi. Nó đó, nhưng nó giống như một cái xác chết cổ xưa được ướp. Nó không có sự sống, không hơi thở, không có máu tuần hoàn, mặc dầu nó có vẻ như một người mà giấc ngủ làm cho bất động. Cũng vậy, lề luật không có sự sống, không hơi thở, không máu huyết trong quá nhiều con tim. Trên một cái xác ướp, người ta có thể ngồi như một cái ghế. Trên một cái xác ướp, người ta có thể để các đồ vật, quần áo và cả rác rến nếu họ muốn. Nó không phản kháng vì nó không có sự sống. Như vậy có rất nhiều người làm cho lề luật thành cái ghế, thành chỗ dựa, thành bãi rác. Chắc chắn là nó không phản kháng trong lương tâm của họ vì đối với họ nó đã chết. Thầy có thể so sánh một phần đông Israel với những mảnh rừng hóa đá mà người ta thấy đó đây trong thung lũng sông Nil hay trong sa mạc ở Ai Cập. Xưa kia, có những rừng và những rừng đầy cây sống, được nhựa nuôi, rì rào dưới mặt trời, phủ đầy những lá xanh, những hoa, những trái. Nó biến chỗ của nó, nơi nó đã lớn lên, thành một thiên đàng nhỏ dưới đất, quý hóa cho con người, cho súc vật, những kẻ đã quên đi cái khô cằn buồn thảm của sa mạc, cái khát cháy mà cát làm cho con người do cát bụi cháy nóng của nó lọt vào họng. Họ quên mặt trời khắc nghiệt chỉ trong một thời gian ngắn, làm cho các xác chết hóa đá vôi bằng cái róc hết thịt và biến nó thành bụi, rồi để nó nằm trong những làn sóng cát, những bộ xương nhẵn như được làm bởi người thợ tỉ mỉ. Họ quên tất cả khi ở dưới cái bóng xanh này, rì rào, nước dồi dào, đầy những trái ngon lành bồi bổ, yên ủi, phục hồi can đảm cho những cuộc viễn du mới. Rồi vì một lý do nào đó không biết,
tựa như những thứ bị trúc giữ. Chẳng những chúng khô đi như những cây thường dù chết nó cũng còn được dùng để đốt lửa trong gia đình con người, hoặc làm than hồng soi ban đêm, xua đuổi thú dữ, thổi đi sự ẩm ướt về đêm cho các khách du hành xa vùng dân chúng. Nhưng những cây này không thể dùng làm củi vì nó đã hóa thành đá. Hóa thành đá, tựa như bị bùa ngải, chất silic từ dưới đất đi vào rễ, lên thân cây, qua các cành, qua các lá. Rồi gió bẻ gãy các cành yếu đã trở nên như đá trắng, cùng một lúc vừa cứng vừa mềm. Nhưng những cành lớn vẫn còn đó, dính vào cái thân lực lưỡng của nó để đánh lừa các đoàn du mục mệt mỏi mà dưới ánh sáng phản chiếu chói chang của mặt trời, hoặc dưới ánh sáng ma quái của mặt trăng, nhìn thấy nổi lên bóng của những cây mọc nơi đồng bằng hay ở đáy những thung lũng mà chỉ có nước vào mùa dồi dào. Họ lo lắng tìm một chỗ nghỉ, một cái gì để bồi dưỡng, một giếng nước, một trái cây tươi, và các con mắt mệt mỏi vì ánh sáng mặt trời phản chiếu trên cát, không có gì để trú. Các người du hành đi vội vã về các mảnh rừng ma, các ma thực sự. Cái vẻ hình dạng của các vật sống, thực tình chỉ là những vật chết. Thầy đã thấy những cảnh đó, và thầy vẫn giữ những kỷ niệm, mặc dầu thầy đã thấy khi thầy chỉ lớn hơn đứa bé một tí, như là một trong những cái buồn nhất của trái đất. Nó cũng làm cho thầy nhận thấy như vậy, những thứ mà thầy không rờ mó được, không đo lường được, không cân đong được như những sự thuộc về trái đất, mà nó hoàn toàn buồn tẻ bởi vì nó chết. Đó là những thứ phi vật chất, tức là các nhân đức và các linh hồn chết, các nhân đức bị chết trong các linh hồn chết bởi vì nó tự giết mình. Lề luật ở trong Israel, nhưng nó ở đó như những cây hóa đá trong sa mạc, trở nên đá, chết. Vì sai lầm, có những thứ được dùng để tự làm hao mòn cách vô ích, có những thứ có hại giống như những cây hóa đá, bởi vì nó tạo ra những ảo ảnh lôi kéo người ta đi xa những vùng ốc đảo thực, làm cho họ chết vì đói khát, tiêu điều. Nó kéo người ta về với cái chết của nó. Những thứ chết lôi kéo những thứ khác về với sự chết, như người ta đọc thấy trong một ít chuyện thần thoại dân ngoại. Hôm nay các con đã có một ví dụ về thế nào là việc lề luật hóa thành đá trong một tâm hồn cũng đã trở nên đá. Đó là nguyên nhân của mọi tội lỗi và mọi bất hạnh. Chớ gì điều đó giúp các con biết sống và biết làm cho lề luật ở trong các con sống trong sự nguyên vẹn của nó mà thầy soi sáng bằng ánh sáng của tình thương. Đêm đã khuya, các vì sao nhìn chúng ta và cùng với chúng là Thiên Chúa. Hãy ngước mắt lên trời đầy sao và nâng tâm trí các con về Thiên Chúa. Và không chỉ trích những kẻ khốn nạn đã bị phạt bởi Thiên Chúa, không kiêu căng vì đã không có cái tội của họ. Hãy hứa với Thiên Chúa và với chính mình là sẽ không rơi vào sự khô cằn của những cây khốn kiếp trong sa mạc và trong những thung lũng của Ai Cập. Bình an cho các con. Sau khi chúc lành cho họ, người lui về cái vòng vây mênh mông của chuồng súc vật, bao quanh bằng những hành lang thô kệch. Dưới đó, các mục đồng đã trải một lớp rơm dày, dùng làm giường cho các tôi tớ Chúa. Ngước mắt nhìn, nhìn lên đỉnh núi, tôi nhủ thầm, ai đâu người sẽ cứu giúp tôi, đưa tôi đi qua muôn ngàn nơi. Kiếp sống này đời tôi lặng lẽ ngước nhìn lên, xin thương tôi từng bước đơn côi, nghe trong tim nghẹn ư mà thôi. Chúa chính là nguồn ơn cứu thoát, phù giúp con, dẫn dắt con ngày đêm.
Chúa đất trời, Ngài đưa con bước, đời sống con sẽ chứa chan niềm vui. Ánh mắt này từng đêm lệ ướt, tiếng thở than kiếp u buồn với những tháng năm trong bơ vơ ngóng trong ngày qua. Chúa đất trời nguyện thương dịu dắt, giữ gìn con không phân vân, từng bước an tâm cho tin yêu rực sáng một lần. Chúa chính là nguồn ơn cứu thoát, phù giúp con, dẫn dắt con ngày đêm. Chúa đất trời, Ngài đưa con bước, đời sống con sẽ chứa chan niềm vui. Xin trợ giúp luôn trợ che cho mưu đời không vướng lối đi, qua cơn mê còn đâu sợ chi. Dẫu tháng ngày giọt cay giọt đắng thắm bờ môi, con chung kiên tìm Chúa yêu thôi, bao âu lo Ngài gánh dùng con. Chúa chính là nguồn ơn cứu thoát, phù giúp con, dẫn dắt con ngày đêm. Chúa đất trời, Ngài đưa con bước, đời sống con sẽ chứa chan niềm vui. Chúa chính là nguồn ơn cứu thoát, cứu sống con, dẫn dắt con ngày đêm. Chúa đất trời, Ngài đưa con bước, đời sống con sẽ chứa chan niềm vui. Chương 112. Khi đi về Sikaminon, thiên chức còn hương máu huyết. Buổi sáng êm đềm, có mặt trời chiếu, thuận lợi cho việc lên dốc. Các ngọn đồi toàn hướng về phía tây, tức là phía biển. Chúng ta rất có lý khi tới miền cao nguyên trong những giờ đầu của buổi sáng. Chúng ta không thể ở lại miền đồng bằng dưới mặt trời này. Ở đây có bóng rợp và sự tươi mát. Tôi tiếc cho những người đi theo con đường của người Roma, chỉ tốt vào mùa đông. Matthew nói, sau những ngọn đồi, chúng ta sẽ có gió biển, không khí luôn luôn ôn hòa. Giê-xu nói, chúng ta sẽ ăn uống ở trên cao. Bữa hôm trước nó đã thật đẹp rồi, nhưng nhìn từ đây, nó còn phải đẹp hơn, bởi vì núi Carmen ở gần hơn, biển cũng vậy. Jacobi phê thêm, quê hương ta thật là đẹp. Angie kêu lên, đúng, thật tình là có tất cả. Các núi tuyết phủ, các đồi với sườn thoai thoải,
các sông, hồ và cây cối đủ loại, biển cũng không thiếu. Thật là một xứ ngon lành mà các tác giả thánh vịnh, các tiên tri, các đại chiến binh, các thi sĩ của chúng ta đã ca tụng. Tha Đê nói: Anh biết rất nhiều điều, hãy đọc vài đoạn đi. Jacobe Jebede khẩn khoản xin: Chính bằng vẻ đẹp thiên đàng, người đã tạo nên Juda, bằng nụ cười của thiên thần, người trang điểm miền đất của Naphtali, và với các dòng sông mạch của bầu trời, người đã tạo mùi vị của các trái cây ở đất của nó. Tất cả tạo vật đều nhắm về người, bảo ngọc của Thiên Chúa, được Thiên Chúa ban cho nhân thánh của người, còn ngọt hơn là chùm nho sai chín trên sườn núi của người, còn ngon lành hơn các dòng sữa đang căng phồng trong vú các con cừu mẹ của ngươi, còn ngây ngất hơn mật ong với mùi vị của các bông hoa bao quanh ngươi, là vẻ đẹp của ngươi trong lòng các con cái ngươi, hỡi mảnh đất hạnh phúc. Trời đã xuống để tạo ra một dòng sông nối kết hai cái chồn để làm cho ngươi, trên màu áo xanh của ngươi, những chiếc mề đay và một sợi dây lưng. Dòng Jordan của ngươi ca hát, biển mỉm cười với lời nhắc nhở thứ hai rằng Thiên Chúa khả úy, trong khi các ngọn đồi tựa như nhảy múa lúc ban chiều, giống như các thiếu nữ nhỏ ở đồng cỏ, và các núi cao của ngươi cầu nguyện trong những bình minh thiên thần, hoặc ca lời Alleluia dưới ánh lửa mặt trời, hoặc nữa là các tinh tú đồng thời thở lại sức mạnh của Ngài, ôi Thiên Chúa tối cao. Người đã không nhốt chúng ta trong những biên giới khép kín, nhưng Người đã để trước mắt chúng ta cái biển rộng mở để nói với chúng ta rằng thế giới thuộc về chúng ta. Đẹp thật, ồ, quá là đẹp. Tôi chỉ biết có cái hồ và Jerusalem. Trong biết bao năm trường, tôi không thấy gì khác. Chỉ có bây giờ, tôi mới biết Palestine. Nhưng tôi chắc rằng trong thế giới không còn gì đẹp hơn. Phêrô xác nhận, đầy hãnh diện về đất nước của ông. Maria nói với tôi rằng, thung lũng sông Nin cũng rất đẹp. Gioan nói, và người ở Endor nói là đảo Ship giống như một thiên đàng. Simon thêm, đúng, đúng, nhưng đất của chúng ta... Các tông đồ, trừ Iscariot và Thomas đang đi hơi ở phía trước với Giê-xu, tiếp tục ca tụng vẻ đẹp của xứ Palestine. Các phụ nữ đi ở phía sau, các bà không thể không hái những bông hoa để gieo trong mảnh đất hoặc vườn của họ, vì chúng đẹp, và như vậy để có một kỷ niệm của cuộc hành trình. Những con ó, tôi tin là ó biển, hay những con diều hâu lượn những vòng rộng trên đỉnh đồi, thỉnh thoảng lao xuống trên một con mồi, và một trận đấu quyết tử xảy ra giữa hai con diều hâu. Chúng chiến đấu, để rơi lông lá trong một cuộc chiến đặc biệt hung bạo, kết thúc bằng việc bỏ đi của kẻ chiến bại. Chắc chắn nó đi để chết tại một sườn núi hẻo lánh, ít nhất là mọi người đều đoán vậy, vì đường vai của nó quả là nặng nề và kiệt quệ. Tính tham ăn đã làm khổ nó. Thomas nhận xét. Tính tham ăn và tính ngoan cố luôn luôn làm khổ, kể cả ba mạng ngày hôm qua. Lại tình thương đời đời, số phận kinh khủng chừng nào. Matthew nói. Họ có bao giờ được chữa khỏi không? Andrew trả lời. Hãy hỏi thầy điều đó đi. Giê-xu khi được hỏi, người trả lời. Tốt hơn là nên hỏi, họ có sẽ hối cải không? Vì thật vậy, thầy bảo các con, thà chết vì bình cùi mà thắng, còn hơn chết lành lặn mà tội lỗi.
bình cùi chỉ ở trên trái đất, trong mồ, trong khi tội lỗi tồn tại đời đời. Bài thuyết giảng của thầy hôm qua làm con thích lắm. Zelov nói. Tôi thì không, họ quá khắc khe đối với nhiều người trong Israel. Iscariot nói. Con thuộc về loại người đó. Thưa thầy, không. Vậy tại sao con bực mình? Bởi vì điều đó có thể gây thiệt hại cho thầy. Vậy ra để tránh những thiệt hại đó, thầy phải liên minh với kẻ tội lỗi và đồng lõa với họ sao? Con không nói như vậy. Thầy không thể làm điều đó, nhưng thầy phải nín lặng, đừng làm cho các kẻ mạnh chống đối thầy. Nín lặng tức là đồng ý. Thầy không đồng ý với tội lỗi, nhỏ cũng như lớn. Nhưng thầy đã thấy những gì đã xảy đến cho ông tài giả. Vinh quang của ông. Vinh quang của ông à? Còn thấy là sự sụp đổ của ông. Bị bắt hại và chết vì trung thành với bổn phận là vinh quang của con người. Các vị tử đạo luôn luôn vinh quang. Nhưng cái chết ngăn cản ông làm thầy và làm đau khổ cho các môn đệ, cũng như các người trong gia đình ông. Ông được thoát mọi đau khổ, nhưng ông để lại sự đau khổ rất lớn hơn cho những người khác. Thật vậy, ông tài giả không có cha mẹ, nhưng ông luôn luôn có những bổn phận đối với các môn đệ của ông. Dù là ông ta có cha mẹ, bà con, thì cũng vậy thôi. Thiên chức còn lớn hơn máu huyết. Vậy, còn giới răn thứ 4? Nó đến sau những điều có liên quan tới Thiên Chúa. Hôm qua, thầy đã thấy một bà mẹ khổ chừng nào vì lẽ con trai bà. Má ơi, lại đây đi. Giê-xu gọi. Maria chạy lại bên Giê-xu và hỏi. Con muốn gì? Má à, Judas Iscariot ái ngại cho má, bởi vì nó yêu má và yêu con. Ái ngại cho má? Về cái gì? Nó muốn khuyên bảo con phải rất thận trọng, để con đừng bị như người bà con của chúng ta, ông tẩy giả. Nó bảo con phải thương các bà mẹ bằng cách gìn giữ cho các bà, vì đó là điều răn thứ 4 đòi. Má nói sao về điều đó? Con nhường lời cho má, để má chỉ dạy cách dịu dàng cho Giu-đa của chúng ta. Má thì má nói rằng má sẽ không yêu con má với tư cách là Thiên Chúa nữa. Má sẽ đi tới chỗ tự hỏi mình có lầm lẫn không, có ngộ nhận về bản tính của người không. Nếu má thấy người nhân nhượng trong sự hoàn thiện của người, bằng cách hạ thấp tư tưởng của người tới những quan điểm như loài người, bằng cách mất đi cái nhìn về những quan điểm siêu nhiên như biết cứu chuộc, tìm cách cứu chuộc người ta vì tình yêu đối với họ và vì vinh quang Thiên Chúa, không lo lắng và không oán ghét. Má vẫn còn yêu nó như một đứa con lạc đường do một sức mạnh bất lương, vì lòng thương xót, bởi vì nó là con má, vì đó là kẻ bất hạnh. Nhưng không còn yêu nó với tình yêu sung mãn mà hiện nay má có với nó, trong khi má thấy nó trung thành với Chúa. Với chính người, mẹ muốn nói. Với Chúa. Bây giờ, người là đấng Messiah của Chúa. Người phải trung thành với Chúa như mọi người khác, và phải hơn mọi người khác. Vì người có một sứ mệnh lớn hơn, như không bao giờ có ai có, như đã không ai có, và sẽ không bao giờ có ai có nữa trên trái đất. Đương nhiên, người có sự trợ lực của Thiên Chúa cho xứng với một sứ mệnh lớn lao như vậy. Nhưng nếu có sự đau khổ xảy đến cho người, mẹ sẽ không khóc sao? Mẹ sẽ khóc với tất cả nước mắt của mẹ. Nhưng mẹ sẽ khóc với hết nước mắt và máu nếu mẹ thấy người bất trung với Thiên Chúa. Điều đó sẽ làm giảm bớt rất nhiều
tội của những kẻ sẽ bắt hại người. Tại sao? Bởi vì người cũng như mẹ biện minh cho họ cách nào đó. Đừng nghĩ như vậy. Sẽ luôn luôn là cùng một thứ tội trước mắt Thiên Chúa, dù chúng ta xét là điều đó có thể tránh được. Hoặc chúng ta nghĩ rằng không một người nào trong Israel có tội với đấng Messiah. Một người Israel à? Nhưng nếu là một dân ngoại thì sẽ không giống vậy. Không. Đối với dân ngoại thì đó là một tội. Đối với một trong những người đồng loại của họ, Israel biết Giê-xu là ai? Phần đông Israel không biết. Không muốn biết. Họ cứng lòng tin một cách có ý thức. Họ chấp nối sự phản đức ái với sự cứng lòng tin, và họ từ chối hy vọng. Dày đạp ba nhân đức trụ không phải là một tội nhẹ, Judah. Rất trầm trọng. Trầm trọng một cách siêu nhiên rất nhiều, hơn là một hành động thể chất chống lại con mẹ. Judah cục lý, liền ngồi xuống thắt lại dây xăng đan và ở lại phía sau. Các ngài đã lên tới đỉnh, đúng ra là một chỗ đỉnh nhô ra, tự như nó muốn chạy về phía màu xanh tươi cười của biển vô bờ bến. Một cái sườn đồi xanh sản xuất ra một ánh sáng màu ngọc bích nhạt, ghi dấu những chỗ rách dễ thương của mặt trời. Trên đỉnh núi mát mẻ, thoáng khí, nhìn xa bãi ở rất gần trước mặt dãy Camel hùng vĩ. Dưới thấp, ngay chân núi mà cái mỏm vô xa, cúi xuống như nó muốn bay sau cánh đồng ở lưng sườn đồi. Có một thung lũng hẹp với một dòng suối sâu. Chắc chắn dòng nước của nó mạnh mẽ vào những kỳ mưa lũ. Bây giờ chỉ còn là một dải bọt trắng bạc ở giữa lòng suối. Con suối chảy ra biển bằng cách men theo chân Camel. Có một con đường chạy dọc theo suối về phía hữu ngạn, nối một thành phố ở giữa vịnh với các thành phố khác trong đất liền. Có lẽ là Samari, nếu tôi định hướng đúng. Thành phố này là Sycaminon. Giê-xu nói, chúng ta sẽ tới đó chiều nay, lúc đêm về. Bây giờ chúng ta hãy nghỉ, vì việc xuống dốc sẽ rất khó khăn, mặc dù nó rất ngắn và mát mẻ. Họ ngồi quay vòng tròn, nướng những que thịt cừu, chắc là tặng phẩm của các mục đồng. Họ nói chuyện với nhau và với các phụ nữ. Đời con theo Chúa chẳng ngại chi, dẫu có phải dầm mưa nắng đổ. Chọn tình yêu làm hành trang, cuộc đời con hiến thân vì muôn ngàn tội nhân. Dù bao tố thét gào quanh con, xin cứ lòng bước theo Ngài. Dù thời gian phai màu hương sắc, xin đừng
trung thành giữ vững niềm tin. Bao nhiêu ơn lành Ngài đổ xuống đời con, lấy chi bao đền tình Ngài như biển lớn. Mai đây trên dặm đường dài, khi lắng lo giữa chân ai, thì trọn đời con luôn đi theo bước của Ngài. Đường về nơi cung thánh là đây, chốn con tìm tựa nương hàng ngày. Nguồn tình yêu con nung nấu thì hồn con bước gian chân mong đừng đổi thay. Dù cuộc sống có nhiều cam go, theo Chúa con nào lắng lo gì. Này đời con tay Ngài đưa lối, bên Ngài yên lòng không hay sợ chi. Bao nhiêu ơn lành Ngài đổ xuống đời con, lấy chi bao đền tình Ngài như biển lớn. Mai đây trên dặm đường dài, khi lắng lo giữa chân ai, thì trọn đời con luôn đi theo bước của trên dặm đường dài.
thì trọn đời con luôn đi theo bước của Ngài. Bao nhiêu ơn lành Ngài đổ xuống đời con, lấy chi bao đền tình Ngài như biển lớn. Mai đây trên dòng chương 113 với các môn đệ tại Shikaminon. Tự thiêu đốt chính mình. Ngay chính tại bờ con suối sâu, Giê-xu gặp Isaac với một số đông môn đệ quen biết cũng như không quen. Giữa những người quen có ông trưởng giáo đường tại nước đẹp Timon và Giuse người Emmau, mà người ta đã kết án là loạn luân. Người thanh niên đã bỏ việc mai táng cha anh để theo Giê-xu. Etienne, người cùi Eben, được chữa lành năm ngoái gần Corozen với người bạn Samuel của ông. Có người trèo đò thành Jericho tên Salomon và các người khác. Những người khác, nhiều người khác mà tôi nhận ra họ, nhưng tôi tuyệt đối không nhớ đã thấy họ ở đâu, cũng không nhớ tên họ. Những khuôn mặt quen biết từ nay rất đông, tất cả đều được biết với khuôn mặt môn đệ. Rồi có những người khác chinh phục được bởi Isaac hoặc bởi ngay các môn đệ vừa kể trên. Họ theo nhóm môn đệ chính này với hy vọng gặp được Giê-xu. Cuộc gặp gỡ thân mật, vui vẻ và trọng kính. Isaac rạng rỡ, vui được gặp thầy và được giới thiệu cho thầy nhóm người mới của ông. Như một phần thưởng, ông xin Giê-xu những lời người cho những kẻ đang ở với ông. Còn có biết chỗ nào yên tĩnh mà ta có thể hội họp không? Ở bên ngoài vịnh có một chỗ thanh vắng. Ở đó có những cái lều của các dân chài. Vào mùa này bỏ không vì nguy hiểm, và vì mùa đánh cá để ướp muối đã chấm dứt. Và họ đi Siro, Phenisi để bắt sò huyết. Nhiều người trong họ đã tin ở thầy vì đã nghe thầy nói trong thành phố bờ biển, hoặc đã gặp các môn đệ, và họ đã nhường cho con những cái lều để nghỉ. Chúng con trở lại đây sau công tác, bởi vì có nhiều việc để làm ở các bãi này. Nó hoàn toàn bị hư hỏng bởi rất nhiều điều. Con muốn đi tới tận Siro, Phenisi, và điều đó có thể thực hiện bằng đường bờ biển, vì đường bộ ở bờ quá thiêu nắng bởi mặt trời, không thể đi bộ được. Nhưng con là mục đồng chứ không phải thủy thủ, và trong đám những người này không ai biết điều khiển thuyền buồm cả. Giê-xu nghe chăm chú, nghe với nụ cười nhẹ. Người hơi cúi xuống vì người cao lớn, trước người mục đồng nhỏ con đang làm như phúc trình với đại tướng của anh ta. Giê-xu trả lời: Thiên Chúa trợ giúp con vì sự khiêm nhu của con. Hỡi môn đệ của thầy, nếu thầy được người ta biết ở đây thì chính là nhờ con, chứ không phải nhờ những người khác. Bây giờ chúng ta đi hỏi những người trên hồ để coi họ có khả năng đi thuyền buồm trên biển không. Chúng ta sẽ đi tới Siro, Phenisi nếu chúng ta có thể. Và Giê-xu quay lại để tìm Phê-rô, Andre, Gioan và Gia-cô-bê. Họ đang đàm thoại sôi nổi với vài môn đệ, trong khi Judas Iscariot ở phía sau đang khen lão Etienne, còn Zelot, Bartolomeo và Philip thì đang ở bên cạnh nhóm phụ nữ. Bốn người khác thì đang ở bên cạnh Giê-xu. Bốn người dân chài tới ngay lập tức. Các con có cảm thấy giống nhau khi đi thuyền trên biển không? Giê-xu hỏi. Bốn người nhìn nhau, phân vân. Phê-rô trong lúc suy nghĩ lấy tay vo đầu, rồi ông hỏi: Nhưng đi đâu?
Ra khơi à? Chúng con là những con cá nước ngọt. Không, đi dọc theo bờ cho tới Sidon. Tôi tin là có thể. Các anh nói sao? Tôi cũng vậy, tôi tin. Biển thay hồ thì luôn luôn cũng chỉ là nước, Andre nói. Và cả đến nó sẽ đẹp hơn, dễ hơn, Joanne nói. Nhưng anh không biết em luận như vậy dựa theo cái gì? Ông anh của Joanne hỏi. Tại vì tình yêu của nó đối với biển. Kẻ yêu cái gì thì nhìn thấy ở đó tất cả sự toàn vẹn. Như vậy, nếu cậu yêu một người đàn bà, cậu sẽ là ông chồng hoàn hảo. Pharaoh giỡn, trong khi ông lay Joanne cách tình nghĩa. Không, tôi nói vậy bởi vì ở Escalon, tôi thấy cách điều hành cũng giống vậy. Và việc bơi thuyền thật dễ chịu. Joanne trả lời. Vậy, chúng ta đi. Pharaoh kêu lên. Nhưng luôn luôn tốt hơn là nếu có một người ở xứ này, chúng ta không quen cái biển này, cũng không biết mức sâu của đáy biển. Jacobe nhận xét. Ôi, tôi chẳng cần nghĩ tới đó. Chúng ta có Giê-xu với chúng ta. Lần trước tôi không yên lòng, nhưng từ lúc người đã làm êm hồ. Chúng ta đi, chúng ta hãy đi với thầy tới Sidon. Có lẽ sẽ có những điều hay để làm, Andre nói. Vậy chúng ta sẽ đi. Con hãy lo lấy sẵn các thuyền cho ngày mai. Con hãy bảo Judas Simon đưa túi tiền cho con. Các tông đồ và các môn đệ lẫn lộn vào nhau. Khỏi cần nói, đây là buổi lễ lớn chừng nào đối với nhiều người. Và đây là những người đã biết Giê-xu nhiều. Họ đi ngược trở lại, hướng về thành phố và đi dạo ở vùng ngoại ô cho tới điểm chót của một cái vịnh chạy dài ra biển. Như một cánh tay ngập lại, những cái lều phân tán thành từng số nhỏ trên bãi hẹp phủ đầy sỏi, biểu lộ một nơi nghèo nàn nhất, ít người nhất của thành phố. Người ta chỉ ở đây tùy dịp. Những căn nhà nhỏ như những khối vuông với những bức tường hư hỏng bởi không khí mạnh và bởi sự cũ nát của nó. Tất cả đều đóng cửa, và khi các môn đệ mở ra, chúng để lộ cho thấy những thứ nghèo nàn, ám khói đen, đồ đạc, thực tình giảm tới cực tiểu. Đó, chúng rất dễ chịu và sạch sẽ, ngoại trừ vẻ đẹp. Isaac nói để làm rạng giá cho chúng. Đẹp thì không, những thứ tội nghiệp, nước đẹp là một lâu đài so với đây. Và vẫn có người phàn nàn. Pharaoh lắp bắp. Nhưng đối với chúng tôi, đó là cả một cơ nghiệp. Chắc chắn rồi. Điều quan trọng là có một mái nhà trên đầu của bạn và yêu nhau. Ồ, mà nhìn kìa, Joan của chúng ta. Thế nào? Anh ở đâu? Nhưng Joan Endor, trong khi mỉm cười với Pharaoh, chạy lại tôn kính Giê-xu. Người chào ông với những lời rất đẹp. Con không bảo ông ta đi, vì ông không được khỏe lắm. Con muốn ông ở lại đây. Ông biết làm rất tốt ở đây, với những người trong thành, và với những người hỏi xin những chỉ dẫn về đấng Messiah. Isaac nói, thực sự, người xứ Endor gầy hơn trước kia rất nhiều, nhưng khuôn mặt ông trong sáng. Sự gầy còm làm cho các nét của ông có vẻ cao quý và làm người ta nghĩ tới một người đã chịu hai thứ tự đạp, thể xác và tinh thần. Giê-xu quan sát ông và hỏi. Con bệnh à, Gioan? Không hơn trước khi gặp thầy, và đó là về thân xác. Nhưng linh hồn, nếu con xét đúng, thì con đang được chữa lành các vết thương của bản thân con. Giê-xu lại nhìn con mắt đã hạ dịu của ông và vầng trán với hai thái dương lõm sâu của ông. Nhưng người không nói gì thêm. Người đè một tay trên vai ông, trong khi người đi với ông vào một căn lều, nơi người ta đã mang tới những chậu nước biển để rửa những đôi chân mệt mỏi
và những hũ nước mát để giải khát. Trong khi ở bên ngoài, trên một cái bàn mộc mạc được che bóng bởi những cây leo mọc như cái giàn, người ta sửa soạn bàn ghế. Thật là một quang cảnh đẹp. Lúc về đêm, biển khơi thì thầm lời kinh ban chiều do tiếng động nhẹ của các con sóng trở lui. Trên bãi nhỏ đầy sỏi được thấy bữa tối của Giê-xu với các phụ nữ và các tông đồ ngồi tại một cái bàn cục mịch, trong khi những người khác ngồi trên đất hoặc trên ghế hay trên cái cần xế lật ngược làm thành vòng tròn chung quanh cái bàn chính. Bữa ăn chấm dứt mau lẹ và việc dẹp bàn còn lẹ hơn, bởi vì có rất ít chén bát và chỉ có cho các khách quan trọng nhất thôi. Nước biển đã trở thành màu chàm trong đêm chưa có trăng, và tất cả vẻ oai phong của nó lộ ra vào giờ này, một nỗi buồn trang trọng đặc biệt tại bờ biển. Giê-xu, màu trắng cao lớn giữa các bóng càng lúc càng tối, đứng dậy khỏi bàn và đi lại giữa các môn đệ, trong khi nhóm phụ nữ rút lui. Isaac cùng với một người khác nhún lên một đống lửa nhỏ trên bãi cát để soi sáng và đuổi đi những đám mây muỗi, chắc chắn là chúng đến từ các đầm lầy ở rất gần đây. Bình an cho tất cả các con, tình thương của Thiên Chúa đã tụ họp chúng ta trước thời gian ấn định và cho quả tim chúng ta một niềm vui hỗ tương. Thầy đã dò xét tất cả những con tim này, những con tim của các con, đầy tinh thần tốt, như được chứng tỏ trong sự hiện diện của các con ở đây để chờ Thầy, trong việc đào tạo các con trong Thầy, dù còn bất toàn về thiêng liêng, như đã được chứng tỏ ra trong một số phản ứng của các con. Nó biểu lộ rằng, con người cũ của Israel với những tư tưởng và những thành kiến của nó còn khăng khăng tới cỡ nào trong các con. Và từ đó chưa thể ra được, giống như con ngài chui ra từ con nhộm. Con người mới, con người của Đức Kitô, mà từ Đức Kitô họ chiếm hữu sự bao la, ánh sáng, tinh thần yêu thương và đức ái rộng rãi hơn. Nhưng các con đừng cho là bỉ mặt nếu Thầy đã dò xét các con và đọc được những bí mật của các con. Một ông thầy tốt phải biết các học trò của mình để có thể sửa cho chúng những khuyết điểm của chúng. Các con hãy tin Thầy, nếu là một ông thầy tốt, ông không chán ngán những kẻ nhiều khuyết điểm nhất, nhưng trái lại, ông nghiêng mình trên chúng để làm cho chúng nên tốt hơn. Các con biết rằng Thầy là một ông thầy tốt. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau coi những phản ứng này và những thành kiến này. Chúng ta cùng nhau suy nghĩ, cứu xét những lý do tại sao chúng ta ở đây. Và vì nỗi vui mà cuộc họp mặt này cho chúng ta hãy biết chúc tụng Chúa, đấng luôn luôn có thể từ một sự lành cá nhân rút ra sự lành cho tập thể. Thầy đã nghe từ môi các con sự cảm phục của các con đối với Gioan Endo. Nhận biết mình là một đại tội nhân cải thiện, từ những lối xử thế cũ, ông đã rút ra một lối xử thế mới làm nền tảng để thuyết phục những kẻ ông muốn dẫn về cho Thầy. Đúng vậy, trước đây ông là một tội nhân, bây giờ là một môn đệ. Nhiều người trong các con đã nhờ ông mà đến với đấng Messiah. Vậy các con thấy rằng một cách chi tiết, bởi những phương tiện này là những cái mà con người cũ của Israel khinh bỉ, Thiên Chúa đã tạo ra đoàn dân mới của Thiên Chúa. Bây giờ, Thầy xin các con cũng hãy miễn xét đoán không trong sáng về một người chị em mà con người cũ của Israel không hiểu được rằng nàng là một môn đệ. Thầy đã ra lệnh cho các phụ nữ đi nghỉ, nhưng không phải vì ước ao sự nghỉ ngơi cho các bà, nhưng vì Thầy muốn có thể cho các con một xét định thánh thiện về một sự cải thiện và để ngăn cản các con phạm tội chống lại tình yêu và công bằng. Đó là lý do Thầy đã ra lệnh này cho họ, điều đã làm buồn cho các nữ môn đệ. Maria Magdala, một đại tội nhân của Israel, kẻ không bào chữa gì về tội lỗi của mình, đã trở về với Chúa. Và nàng chờ đợi sự trung tín và lòng thương xót của ai, nếu không phải là của Thiên Chúa và của các tôi tớ Thiên Chúa.
toàn thể Israel và cùng với Israel là các người ngoại quốc ở giữa chúng ta, những kẻ đã biết nàng và xét đoán nàng cách nghiêm khắc. Bây giờ nàng không còn là đồng lõa với họ trong sa đọa nữa. Họ chỉ trích nàng và quay ra nhạo cười sự phục sinh này. Phục sinh, đó là từ chính xác nhất. Sự phục sinh một thân xác không phải là phép lạ lớn nhất. Phép lạ này luôn luôn tương đối, vì nó nhắm vào một thực thể đã được tiền định sẽ bị bãi bỏ một ngày nào đó bởi cái chết. Thầy không ban sự bất tử cho kẻ mà thầy cho phục sinh thân xác, nhưng thầy ban sự bất tử cho kẻ được phục sinh trong tâm hồn. Trong khi những kẻ đã chết trong thân xác không kết hợp ý muốn được phục sinh của chúng vào với ý muốn của thầy, vì vậy chúng không có công gì. Còn những kẻ đã phục sinh trong tâm hồn có ý muốn của chúng hiện diện, và cả đến ý muốn phục sinh của chúng là cái hiện diện đầu tiên. Vì vậy, chúng có công với sự phục sinh của chúng. Thầy không nói với các con điều này để biện minh cho thầy, chỉ có Thiên Chúa là đấng thầy phải kể đến mọi hành động của thầy. Nhưng các con là môn đệ của thầy. Người môn đệ của thầy phải là một Giê-xu khác. Họ không thể không biết đến những điều này và không được có một điều nào trong những tật thâm căn cố đế này, mà vì đó nhiều người chỉ kết hợp với Thiên Chúa bằng cái tên mà thôi. Tất cả đều có thể nảy sinh ra những hành động tốt, dù là những điều có vẻ ít khả năng nhất. Khi một chất liệu trình diện trước ý muốn của Thiên Chúa, dù nó là thứ trơ trơ nhất, lạnh lẽo nhất, ghê tởm nhất, nó cũng có thể trở nên mềm mại, nóng như lửa, đẹp đẽ trinh trong. Thầy trình bày cho các con một so sánh rút ra từ sách Maccabê. Khi Nehemia được vua Ba Tư sai về Jerusalem, trong đền thờ đã được xây dựng lại, ông đã muốn được dâng lễ hy sinh trên bàn thờ đã được thanh tẩy. Nehemia nhớ lại khi ông bị người Ba Tư bắt làm tù binh, các thầy cả đã được đặt định vào việc phụng tự Thiên Chúa, đã lấy lửa của bàn thờ giấu vào một nơi kín, ở đáy một thung lũng, trong một cái giếng sâu và khô. Họ làm việc đó cẩn thận và bí mật, tới nỗi chỉ có họ biết lửa thánh cất ở đâu. Nehemia nhớ lại điều đó và nhắc lại, ông sai con cháu của các thầy cả này đến nơi người ta đã để lửa. Quả vậy các thầy cả đã nói điều đó với con họ, rồi các người này lại nói với con họ, và sự bí mật được lưu truyền như vậy từ đời cha qua đời con, lấy lửa thánh ở đó để nhóm lửa cho lễ hy sinh. Nhưng khi xuống trong cái giếng bí mật, con cháu không tìm thấy lửa ở đó, mà chỉ thấy một thứ nước đặc, một cái bình hôi thối, nặng nề, cái cặn bã của tất cả cống rãnh của thành Jerusalem đổ nát. Họ nói với Nehemia, nhưng ông bảo họ cứ lấy thứ nước đó và mang tới cho ông. Ông cho đặt củi trên bàn thờ, và ở trên củi là các lễ hy sinh. Ông vẩy nước nhiều tới nỗi tất cả ướt bằng thứ nước sình bùn này. Dân chúng ngạc nhiên và các thầy cả tức giận khi nhìn. Họ chỉ kính trọng bởi vì chính Nehemia ra lệnh, nhưng họ buồn chừng nào trong lòng, họ ngờ vực biết bao. Cũng như trong bầu trời có những đám mây làm cho ngày thành u ám, trong con tim con người cũng có những nghi ngờ như vậy làm cho họ buồn sầu. Nhưng mặt trời đánh tan mây, và các tia của nó chiếu xuống bàn thờ, và những củi đã được tưới bằng nước bùn liền bắt lửa và thành một đống lửa lớn. Nó thiêu đốt các lễ hy sinh trong khi các thầy cả đọc lời cầu nguyện do Nehemia làm, và các thánh vịnh đẹp nhất của Israel cho tới khi tất cả lễ hy sinh đều cháy thiêu. Và để thuyết phục đám đông rằng Thiên Chúa có thể với những chất liệu ít thích hợp nhưng sử dụng với ý ngay lành có thể sản xuất những kỳ công, Nehemia cho đổ chỗ nước còn lại trên các tảng đá lớn. Các đá được tưới liền bắt lửa và cháy rụi trong một ánh sáng lớn đến từ bàn thờ. Mỗi linh hồn là ngọn lửa thánh, được Thiên Chúa đặt trên bàn thờ của con tim để sử dụng và thiêu đốt lễ hy sinh của đời sống bằng tình yêu đối với đấng tạo hóa của nó. Mỗi đời sống là một lễ toàn thiêu. Nếu người ta sử dụng nên thì mỗi ngày sẽ là một lễ hy sinh phải được thiêu đốt bằng sự thánh thiện. Nhưng những kẻ cướp phá tới, nó làm nặng nề cho con người và linh hồn con người.
ngọn lửa bị cắm vào lòng giếng sâu. Đó không phải vì một nhu cầu thánh, nhưng vì một ngu si tai hại. Và ở đó, bị dìm ngập bởi cống rãnh của các nơi ô chọc, nó trở nên một thứ bùn hôi thối và nặng nề, cho tới khi có một thầy cả xuống tận đáy sâu của nó để đem cái bùn này phơi ra ánh sáng mặt trời, bằng cách đặt nó trên sự toàn thiêu của lễ hy sinh riêng của chính ông. Bởi vì phải biết rằng, sự anh hùng của kẻ hoán cải mà thôi thì không đủ, cũng cần phải có sự anh hùng của kẻ làm cho hoán cải nữa. Và cả đến người làm hoán cải kẻ khác thì phải anh hùng hơn nó, bởi vì các linh hồn chỉ được cứu nhờ sự hy sinh của chúng ta mà thôi. Chính vì vậy mà người ta có thể biến bùn thành lửa, và Thiên Chúa phê phán rằng những lễ hy sinh tự thiêu là hoàn hảo và đẹp đẽ. Vậy không đủ để thuyết phục thế giới rằng chất bùn đã hoán cải còn mạnh mẽ hơn ngọn lửa thường, dù là lửa thánh. Ngọn lửa thường chỉ dùng để đốt củi và lễ hy sinh là những thứ có thể cháy. Nhưng đây, thứ bùn đã hoán cải trở nên mạnh tới nỗi nó bốc lửa và thiêu đốt cả đá là những thứ không cháy được. Các con không hỏi rằng đặc tính này từ đâu mà tới cho cái chất bùn này. Các con không biết sao? Thầy nói cho các con, chính trong sự nóng nảy sám hối, nó tự hòa tan với Thiên Chúa, lửa với lửa. Lửa bốc lên, lửa đi xuống, lửa ban tặng mình bởi tình yêu, lửa hiến toàn thân vì tình yêu, sự ôm ấp của hai vật thể yêu nhau, gặp thấy nhau, kết hợp với nhau và làm thành một cái duy nhất. Và bởi vì ngọn lửa lớn hơn là Thiên Chúa, cho nên đây, nó tràn ra, nó quá rào rạt, nó xuyên thấu, nó thu hút, và lửa của chất bùn cải hóa không còn là lửa tương đối của một tạo vật được tạo dựng, nhưng là lửa vô tận của một thứ không bị tạo dựng, của đấng tối cao, của đấng toàn năng, của đấng vĩnh cửu, của Thiên Chúa. Đúng là như vậy, đối với các đại tội nhân đã cải thiện, hoàn toàn cải thiện, tự hiến mình một cách quảng đại vào sự cải thiện, không giữ lại gì của quá khứ. Trước tiên, tự thiêu đốt chính mình trong những phần nặng nề nhất, bởi ngọn lửa bốc lên từ chất bùn của nó, để đi gặp ân sủng và được ân sủng chạm tới. Thực vậy, thầy bảo các con, trong Israel có rất nhiều đã được thâm nhập bởi lửa của Thiên Chúa, để những lò lửa bừng bừng này luôn luôn cháy mạnh hơn để tiêu hủy tính chất con người và tiếp tục tiêu hủy đá. Những hững hờ, những do dự, những rụt rè thuộc về trái đất của ngai tòa của họ trên trời. Những tấm gương thực sự hăng say siêu nhiên thu thập ánh sáng một và ba để làm cho nó quy tụ lại trên nhân loại và đốt cháy nó bằng Thiên Chúa. Thầy nhắc lại cho các con là thầy không cần biện minh cho các hành động của thầy, nhưng thầy muốn cho các con đi vào trong tư tưởng của thầy và làm cho nó thành tư tưởng của các con cho lúc này, cho những trường hợp tương tự trong tương lai khi thầy không còn ở với các con. Chớ gì tư tưởng sai lầm, sự nghi ngờ thuộc Pha-ri-sêu, sợ làm ô uế Thiên Chúa khi trình diện cho người một tội nhân sám hối, sẽ không bao giờ ghì các con lại khi làm công việc này, là triều thiên hoàn hảo của thiên chức mà thầy tiền định cho các con. Hãy luôn luôn hiện diện trong thần trí các con rằng thầy không đến để cứu những người thánh nhưng các tội nhân. Và các con cũng làm như vậy, bởi vì môn đệ không ở bên trên thầy. Và nếu thầy đã không ghê tởm cầm tay những cặn bã của trái đất mà sau cùng đã cảm thấy cái nhu cầu trên trời, chính với niềm vui lớn lao, thầy dẫn chúng về với Thiên Chúa, vì đó là sứ mệnh của thầy. Và mỗi cuộc chinh phục là một biện minh cho việc nhập thể của thầy, điều đã làm đau lòng đấng vô tận. Các con cũng đừng ghê tởm làm việc đó. Con người có giới hạn, mọi người nhiều hay ít đều có sự bất toàn, có đặc tính giống như các anh em tội lỗi của các con, những người mà thầy đã chọn làm các vị cứu tinh để công việc của thầy tiếp tục trong mọi thế kỷ của trái đất, giống như thầy tiếp tục sống ở đó, hiện diện trong từng thế kỷ. Và sẽ là như vậy, bởi vì sự hiệp nhất của các linh mục thầy sẽ như phần tử sống động của cơ thể vĩ đại là giáo hội của thầy, mà thầy sẽ là thần trí cổ võ. Và ở chung quanh phần tử làm cho sống này
quây quần một số vô kể những tế bào là những người tin để làm thành một cơ thể duy nhất, nó sẽ có cái tên được rút ra từ tên thầy. Nhưng nếu sinh lực bị thiếu trong nhóm giáo sĩ, thì làm sao số tế bào đông vô kể này có thể có được sự sống? Thật vậy, thầy ở trong cơ thể này, thầy có thể gửi sự sống của thầy tới tận những tế bào xa xôi nhất và để ra một bên những thùng và những ống bị nghẽn và vô ích đã từ chối nhiệm vụ của nó. Quả vậy, mưa trời có thể rơi xuống nơi nào nó muốn. Các tế bào tốt, có các khả năng tự nó muốn sống, sẽ sống sự sống của thầy. Nhưng như vậy, Kitô giáo sẽ là cái gì? Một sự lân cận giữa các linh hồn với các linh hồn, lân cận nhưng bị ngăn cách bởi các đường ống và các thùng chứa không còn phải là các đường liên kết để phân phối cho các tế bào, thứ máu sinh lực đến từ một trung tâm duy nhất. Chúng sẽ là các bức tường và các hố sâu ngăn cách. Qua đó, các tế bào nhìn nhau cách nhân loại, nhưng trong một tình cảm siêu nhiên. Vẫn còn tự nói trong tâm hồn rằng, chúng ta là anh em, và chúng ta còn cảm thấy như vậy mặc dù chúng ta chia cắt. Một sự lân cận chứ không phải hiệp nhất, không phải là một cơ thể. Và trên sự đổ nát này, tình yêu của thầy chói sáng trong đau thương. Và hơn nữa, đừng nghĩ rằng việc đó chỉ áp dụng cho những việc ly giáo. Không, nó áp dụng cho tất cả những linh hồn cô độc vì các linh mục từ chối nâng đỡ họ, lo lắng cho họ, yêu họ, do làm trái với thiên chức của các vị, là phải nói và làm những điều thầy đã nói và làm, tức là tất cả hãy đến với ta sẽ dẫn quý vị đến với Thiên Chúa. Bây giờ hãy giải tán đi bằng an và nguyện Thiên Chúa ở cùng các con. Mọi người từ từ phân tán, mỗi người đến cái lều mà họ phải ở. Gioan Endor cũng đứng dậy. Trong khi Giê-xu nói, ông không ngừng ghi chép. Ông cúi trên ngọn lửa để có thể thấy được những gì ông viết. Nhưng Giê-xu giữ ông lại và nói, hãy ở lại một lát với thầy của con. Và người giữ ông ở bên cạnh người cho tới khi mọi người đi khỏi. Chúng ta hãy đi tới tảng đá ở bên cạnh bờ nước. Trăng càng lúc càng cao, ta có thể thấy đường. Gioan chấp nhận, không nói lời nào. Họ đi xa chỗ ở độ 200 mét và ngồi trên tảng đá lớn. Tôi không biết đây là cái còn lại của một cái đập, hay là chỗ nhô lên của một tảng đá ngầm dưới nước biển, hay là vật đổ nát của một nhà nhỏ chìm một nửa dưới nước biển. Có lẽ đây là chỗ bờ nhô ra do bao thế kỷ tạo thành. Tôi chỉ biết rằng từ bãi nhỏ, người ta có thể lên đó bằng cách đặt chân vào các chỗ lồi lõm để bước, của phía bờ biển hầu như dốc thẳng, và chìm trong nước màu chèm. Bây giờ thủy triều bao quanh nó bằng những con sóng, làm ướt khi đập nhẹ vào những chướng ngại vật này và rút trở ra, tạo thành tiếng động như một hơi thở khổng lồ. Nín lặng một lát, rồi trở lại với những chuyển động và tiếng kêu đều đều của sóng vỗ, hơi thở và im lặng, giống như loại nhạc giật gân. Họ ngồi ngay trên tảng đá bị sóng vỗ này, mặt trăng tạo ra một đường sáng như bạc trên làn nước. Trước lúc trăng lên thì nó màu xanh chàm, một bề mặt sóng hơi đen trong màn đen của đêm. Gioan, con không nói với thầy con cái lý do làm cho con phải chịu đựng. Lạy Chúa, Chúa biết mà. Nhưng đừng nói là chịu đựng, hay nói tự tiêu hủy, như vậy chính xác hơn. Thầy biết rồi, và thầy biết nó tự hủy trong niềm vui. Cảm ơn Chúa, con cũng đã nhận ra mình trong chất bùn trở thành lửa. Nhưng con sẽ không có giờ để thiêu đốt đá. Chúa ơi, con sắp chết. Con đã quá chịu đựng sự thù ghét của thế giới, và con vui sướng trong tình yêu Thiên Chúa. Con không tiếc gì đời sống. Ở đây, con còn có thể phạm tội, thiếu sót trong sứ mạng mà Thầy tiền định cho chúng con.
con đã thiếu sót hai lần trong đời tại chức vụ thầy giáo của con, vì con phải biết tìm thấy ở đó cái gì để đào tạo chính mình. Nhưng con đã không đào tạo tại chức vụ làm chồng, vì con đã không đào tạo vợ con. Điều đó hữu lý, vì con không biết tự đào tạo, nên con không thể đào tạo cho bà. Con cũng có thể thiếu sót trong chức vụ môn đệ, và thiếu sót đối với thầy thì con không muốn. Vậy xin chúc tụng cái chết nếu nó đưa con tới nơi người ta không thể phạm tội nữa. Nhưng nếu con không có cái số là môn đệ giảng dạy, con sẽ có cái số là môn đệ nạn nhân. Điều đó sẽ là điều giống số phận của thầy nhất. Chiều nay thầy đã nói, bắt đầu bằng cách tự thiêu đốt chính mình. Gioan, đó là một số phận mà con cam chịu, hay một của lễ mà con làm? Một của lễ mà con làm, nếu Thiên Chúa không chê cái bùn đã trở nên thành lửa. Gioan, con làm việc đền tội rất nhiều. Các thánh cũng vậy. Thầy là người đầu tiên, thật chính đáng là kẻ có biết bao nợ phải trả cũng là. Nhưng thầy, có lẽ thầy thấy rằng việc đền tội của con không vui lòng Thiên Chúa. Thầy có cấm con không? Thầy không bao giờ thể đặt những trở ngại cho những nguyện vọng tốt của một linh hồn đang say đắm. Thầy tới để giảng rằng, trong sự chịu đựng có sự đền tội, và trong sự đau đớn có sự cứu rỗi. Thầy không thể nói phản lại mình. Cảm ơn Chúa, điều đó là sứ mạng của con. Còn ghi chép những gì đó, Gioan? Ồ, thưa thầy, thỉnh thoảng cái tên già Felix còn tái xuất hiện thói quen thầy giáo của nó. Con nghĩ tới Maziam. Nó có tất cả đời nó để rao giảng thầy. Vì lẽ tuổi của nó không có mặt lúc thầy thuyết giáo. Con nghĩ tới ghi chép một ít giáo huấn thầy đã cho chúng con mà đứa trẻ không nghe thấy, bởi vì nó bận với những trò chơi của nó, hoặc nó ở xa với một người trong chúng ta. Trong các lời thầy, dù là những lời tầm thường nhất, cũng có biết bao khôn ngoan. Các lời đối đáp thân mật gia đình của thầy, đó là những giáo huấn ngay trên những chuyện hàng ngày, về mỗi người, về mỗi chi tiết, mà ở thâm sâu là những chuyện vĩ đại của đời sống. Vì tất cả chúng làm thành một tổng hợp lớn, đòi hỏi kiên nhẫn, bền bỉ, nhường nhịn để làm chọn cách thánh thiện. Một hành động anh hùng lớn lao và duy nhất thì dễ hoàn thành hơn là hàng ngàn và hàng chục ngàn điều nhỏ, đòi hỏi sự thực hành nhân đức cách bền bỉ. Nhưng người ta không đi tới những hành động quan trọng, hoặc trong điều tốt, hoặc trong điều xấu. Con đã biết nó trong điều xấu. Nếu người ta không gom góp lại từ lâu dài, những hành động nhỏ có vẻ vô ý nghĩa. Con đã bắt đầu giết người từ khi bị mệt mỏi bởi tính nông nổi của vợ con. Con bắt đầu nhìn bà cách khinh bỉ. Chính để cho Maziam mà con đã ghi chú những lời giải thích của thầy. Và chiều nay, con ước ao ghi chép bài giáo huấn lớn của thầy. Con sẽ để công việc của con lại cho đứa trẻ, để nó nhớ đến con, ông giáo già, và cũng để nó có các lời giáo huấn trước đây nó không có. Cái kho tàng chói sáng của nó, các lời thầy. Thầy cho phép con làm việc đó không? Có, Gioan. Nhưng hãy bình an trong mọi sự, như cái biển này. Còn thấy không? Đối với con, sẽ quá nặng nề để chịu đựng sự nóng nảy của mặt trời. Mà đời sống truyền giáo, đúng thực là sự nóng nảy. Con đã chiến đấu biết bao trong đời sống của con. Bây giờ, Thiên Chúa gọi con lại với người, dưới ánh sáng êm đềm của mặt trăng,
nó làm dịu dàng và thanh tẩy mọi sự. Hãy bước đi trong sự êm đềm của Thiên Chúa. Thầy nói với con, Thiên Chúa bằng lòng với con. Gioan Endor cầm tay Giêsu hôn và lẩm bẩm. Nhưng cũng thật đẹp để nói với thế giới, hãy đến cùng Giêsu. Con sẽ nói vậy từ trên thiên đàng. Con cũng sẽ là tấm gương nóng bừng. Ta đi thôi Gioan, thầy muốn đọc những điều con viết. Cái cuộn đấy chú, ngày mai con sẽ đưa cho thầy cuộn khác, mà con đã ghi chú những lời khác. Họ xuống khỏi tảng đá. Trong ánh trăng rực rỡ, các đá sỏi ở bãi đã biến thành bạc. Họ tới chỗ ở. Họ chào nhau bằng cách Gioan quỳ gối. Giêsu đặt tay trên đầu ông để chúc lành cho ông và ban cho ông sự bình an. Con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha. Con trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên đời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Giữa tháng năm đời sống, nhiều khi mưa đổ bên trời, đam mê nặng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi. Nhưng anh sao còn đó, còn tin yêu ngước lên trời. Tình thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ấm tin vui. Trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên đời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Mãi mãi theo con,
cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Đã thấy trong đời sống nhiều khi trôi giạt vô tình, ai tin được cuộc đời ngày mai vẫn mãi thế thôi. Xin trao muôn đổi thay vào tay Thiên Chúa an bài, Ngài đưa con bước hôm nay, còn thương con mãi tương lai. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên nơi yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên nơi yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Chương 114. Tài thia. Kiên trì, đó là từ ngữ lớn. Chính vào những giờ đầu tiên của buổi sáng, Giê-xu tới trước một thành phố ở trên biển. Bốn cái thuyền đi theo thuyền của người. Thành phố nhô lên một cách kỳ lạ ở trên mặt biển, tựa như nó được xây trên một eo đất. Hay nói đúng hơn, tựa như eo đất hẹp đã nối liền phần nổi trên biển với phần chảy ra trên bãi. Nhìn từ ngoài biển, nó giống như một cây nấm khổng lồ, vươn cái dù của nó ra trên sông và cắm rễ vào bờ biển. Chính cái eo đất là cái gốc của nó. Ở hai bên eo đất có hai hải cảng. Một cảng là ở phía bắc, ít được che chở hơn, bao phủ bằng những tàu thuyền nhỏ. Cảng kia ở phía nam, được che chở hoàn toàn hơn, có nhiều tàu lớn ra vào. Phải lại đằng kia, Isaac nói, khi chỉ vào cái cảng của tàu thuyền nhỏ. Các người đánh cá ở tại đó. Họ đi vòng quanh đảo, và tôi nhận thấy cái eo đất là nhân tạo. Nó như một loại đê khổng lồ nối đảo với đất liền. Thời xưa, người ta đã xây nó không khó khăn gì sao? Tôi suy đoán được là từ cái công trình này, và từ số lượng tàu bè trên cảng, thành phố này giàu và buôn bán thịnh vượng tới cỡ nào. Ở phía lưng thành phố, sau một vùng đất bằng, có những ngọn đồi nhỏ có vẻ dễ chịu. Và ở rất xa, người ta nhìn thấy ngọn đại Hermon và dãy Liban. Tôi cũng kết luận rằng đây là một trong những thành phố mà tôi đã thấy từ núi Liban. Lúc này, thuyền của Giê-xu đang vào cảng phía bắc. Trong cái vũng của cảng, nó không cập bờ nhưng trôi từ từ nhờ sức của mái chèo phía trước và phía sau, cho đến khi Isaac tìm được những người ông muốn tìm, và ông lớn tiếng gọi họ. Đây, hai chiếc thuyền đánh cá đẹp tiến lại, và ekip thuyền nhân cúi xuống trên cái thuyền nhỏ hơn của các môn đệ. Các bạn ơi, có thầy ở đây với chúng tôi, hãy đến nếu các bạn muốn nghe lời người. Chiều nay, người sẽ trở về Shikaminon. Isaac nói, chúng tôi tới ngay lập tức. Chúng tôi sẽ tới chỗ nào? Vào chỗ nào yên tĩnh, thầy sẽ không vào Tia, cũng không vào thành phố ở bãi bể. Thầy sẽ nói từ trên thuyền, hãy chọn một chỗ nào có bóng mát và an toàn. Hãy đến chỗ các tảng đá sau lưng chúng tôi,
có những vịnh yên tĩnh và có bóng mát. Các anh cũng có thể lên bờ. Họ trèo tới một lối vào các tảng đá ở phía bắc hơn. Bãi có bờ dốc thẳng, khuất mặt trời. Nơi đó cô lập, chỉ có chim hải âu và chim gầm ghi trú ngụ. Chúng bay ra, dò thám trên mặt biển, rồi trở lại, kêu lớn tiếng về phía tổ của chúng trong núi đá. Nhưng có những người khác trên thuyền của họ và bơi theo thuyền hướng dẫn, làm thành một tiểu đội thuyền. Ở đáy vịnh nhỏ này, có một bãi nhỏ, chỉ hơi giống bãi. Một bãi hẹp rải rác đá, nhưng khoảng 100 người có thể đứng ở đó. Họ lên bờ, Giê-xu cũng lên, bằng cách bước lên một tảng đá rộng và bằng, nhô lên khỏi nước như một cái đập thiên nhiên, và họ ngồi trên bãi đầy đá sỏi, sáng bóng vì muối. Đây là những người tóc nâu vàng, gầy gò, cháy nắng bởi mặt trời và biển. Dưới lớp quần áo lót ngắn, ta thấy các chi thể dẻo dai và gầy gò của họ. Họ thuộc một nồi coi rất khác với các người Do Thái hiện nay. Họ ít giống người Ra-li-lê. Tôi nói những người Syro-Phenici này, giống các người Philistine ở xa hơn là giống những dân ở kề bên họ. Ít nhất là tôi thấy như vậy. Giê-xu quay lưng vào bãi và bắt đầu nói. Ta đọc thấy trong sách các vua, Chúa sai tiên tri Elia đến thành Sê-rép-ta đất Sidon như thế nào trong kỳ đại hạn và đói kém hoành hành trên trái đất trong vòng 3 năm. Chúa đâu có thiếu phương tiện để cho vị tiên tri của người ăn no nê tại bất cứ nơi nào. Và người không sai ông đến Sê-rép-ta bởi vì thành phố này được cung cấp lương thực dồi dào. Không, ở đó cũng vậy. Người ta đã chết đói rồi. Vậy tại sao Thiên Chúa sai Elia Tesbit tới đó? Tại Sê-rép-ta có một người đàn bà, có con tim ngay thẳng, một bà quá thánh thiện, có một đứa con còn trẻ. Bà nghèo, cô đơn, nhưng không phản ngụy vì hình phạt kinh khủng này. Không ích kỷ, dù đói, không bất tuân. Thiên Chúa muốn biệt đãi bà bằng cách cho bà 3 phép lạ. Một vì nước bà đã mang đến cho Elia đang khát. Phép lạ thứ hai vì cái bánh nhỏ nướng dưới cho khi bà chỉ có 1 nắm bột. Phép lạ thứ ba vì sự tiếp đãi bà dành cho vị tiên tri. Người đã cho bà bánh và dầu, sự sống cho con trai bà và sự được biết lời của Thiên Chúa. Các con thấy là một hành vi bác ái, không phải chỉ cho bà được no thân xác và lấy đi cái đau đớn của sự chết, mà còn giáo hóa tâm hồn trong sự khôn ngoan của Thiên Chúa nữa. Các con đã dành chỗ ở cho các tôi tá Chúa, và người cho các con lời khôn ngoan. Tại miền đất này, nơi mà lời Chúa không tới được, thì đây một hành động của lòng tốt đã đem nó tới. Thầy có thể so sánh các con với người đàn bà duy nhất ở Sê-rép-ta, kẻ đã đón tiếp tiên tri. Cũng vậy, các con là những người duy nhất ở đây đón tiếp tiên tri. Vì nếu thầy vào thành phố, những người giàu và những người quyền thế sẽ không đón tiếp thầy. Những thương gia bận rộn và những thủy thủ các tàu lớn sẽ dẹp thầy qua một bên, và việc thầy đến sẽ không có kết quả gì. Bây giờ thầy sắp rời các con, và các con sẽ nói, nhưng chúng con là gì? 1 nắm người. Chúng con có cái gì? 1 giọt khôn ngoan. Nhưng thầy bảo các con, thầy để các con lại với trách vụ rao giảng giờ của đấng cứu thế. Thầy để các con lại trong khi nhắc lại cho các con các lời của Elia, thùng bột sẽ không hết và dầu sẽ không thiếu cho tới lúc một đấng sẽ đến để phân phát rộng rãi. Các con đã làm rồi đó, vì ở đây có những người Phê-nê-si trà trộn với các con từ phía bên kia núi Các-mên. Đó là dấu hiệu các con đã nói giống như người ta đã nói với các con. Các con thấy rằng nắm bột và giọt dầu không cạn kiệt, trái lại, nó không ngừng gia tăng. Các con hãy tiếp tục làm nó gia tăng. Và nếu các con thấy kỳ lạ là Thiên Chúa lựa chọn các con vào công việc này, trong khi các con cảm thấy không có khả năng thi hành,
các con hãy nói lời của lòng trông cậy vĩ đại. Con sẽ làm điều Thầy nói, trong khi tín thác vào lời Thầy. Thưa Thầy, nhưng chúng con phải xử với người ngoại giáo như thế nào? Chúng con biết họ qua việc trả lưới, và công việc cũng tụ họp chúng con, nhưng còn những chuyện khác? Một dân trài người Israel hỏi. Công việc cũng tụ họp các con đã nói vậy. Vậy có phải cùng một nguồn gốc, cũng phải tụ họp không? Thiên Chúa đã tạo dựng nên người Israel, cũng như người Phê-ni-si, những người ở đồng bằng Sa-ron, hay ở miền núi xứ Giu-đê, cũng không khác gì những người ở bờ biển này. Nước thiên đàng là cho tất cả các con cái loài người, và con người đến dẫn về thiên đàng hết mọi người. Mục đích là chinh phục nước trời và làm đẹp lòng Chúa Cha. Như vậy, các con thấy mình ở trên một cùng một con đường. Hãy yêu nhau cách siêu nhiên, giống như các con đã yêu nhau vì lý do công việc. Isaac đã nói với chúng con nhiều điều, nhưng chúng con muốn biết thêm. Có thể cho chúng con một môn đệ ở với chúng con vì chúng con ở quá xa. Thầy ơi, hãy sai Doan Endo tới đi. Ông ta rất có khả năng và ông ta có thói quen sống với dân ngoại. Yuda Iscariot đề nghị. Không, Doan ở lại với chúng ta. Giê-xu trả lời cách quả quyết, rồi người quay về với các người đánh cá. Bao giờ thì hết mùa bắt sò huyết? Vào các trận bão mùa thu, vì sao từ đó ở đây biển sẽ rất động. Lúc đó các con sẽ trở về Sycaminon à? Về đó và về Caesarea, chúng con bán cá nhiều cho người Roma. Vậy các con có thể gặp các môn đệ. Trong khi chờ đợi, hãy kiên trì. Có một người đang ở trên thuyền của con mà con không muốn, và anh ta nói là anh ta đến vì danh Thầy. Ai vậy? Một dân chài ở Ascalon. Bảo anh ta lên bờ và lại đây. Người đó xuống thuyền, rồi trở lại với một chàng trai rất trẻ. Anh ta có vẻ bối rối vì thấy mình là đối tượng của quá nhiều chú ý. Tông đồ Gioan nhận ra anh ta. Đó là một trong những người đã cho chúng con cá đó Thầy. Và ông đứng dậy để chào. Anh tới à, Hemaste? Anh một mình à? Một mình ở Capernaum. Tôi xấu hổ nên tôi ở lại dọc bờ, hy vọng... Cái gì? Gặp Thầy các ông. Vậy người chưa là Thầy của anh à? Bạn ơi, tại sao còn lủng quẩn mãi? Hãy đến với ánh sáng đang chờ anh. Hãy nhìn kìa, người đang quan sát anh và mỉm cười. Nhưng người sẽ tiếp nhận tôi thế nào? Thầy ơi, lại đây với chúng con một lát. Giê-xu đứng dậy và tới chỗ Gioan. Anh ta không dám, vì anh ta người ngoại quốc. Không có ai là ngoại quốc đối với Thầy cả. Còn các bạn của con, các con không đông người à? Đừng lo, một mình con biết kiên trì. Nhưng Thầy vui mừng, dù là chỉ có mình con. Lại đây với Thầy. Giê-xu trở về chỗ người, với kẻ mới bị chinh phục. Anh này, đúng, anh này, chúng ta sẽ giao cho Gioan Endor. Người nói với Iscariot, rồi người nói với mọi người. Một nhóm phu mỏ đi xuống trong một hầm mỏ mà họ biết là có một kho tàng, nhưng nó được giấu sâu trong lòng đất. Họ bắt đầu đào, nhưng đất rất cứng và công việc rất mệt nhọc. Một số đông nản lòng, quăng rìu bỏ đi. Có những người khác nhạo cười ông trưởng toán, coi ông ta như ngu ngốc. Một số khác đổ lỗi cho số phận, cho công việc, cho đất, cho kim loại. Một cách bực bội, họ đập vào đất, làm bể các mạch thành những mảnh vụn, không dùng được. Rồi thấy là mất công vô ích, họ cũng bỏ đi. Chỉ còn lại một người, người kiên trì nhất. Anh ta đào bới êm đềm những lớp đất cứng để xuyên qua nó mà không làm hư một cục đất nào. Anh ta thử đi thử lại, đào bới sâu hơn. Sau cùng, anh khám phá ra được một mạch kim quý tuyệt vời. Sự kiên trì của người thợ mỏ này đã được thưởng.
và với cái kim loại rất tinh ròng mà anh ta đã khám phá ra, anh ta có thể tạo ra nhiều công việc, được vẻ vang và có nhiều khách hàng. Bởi vì mọi người đều muốn có thứ kim loại này, mà chỉ có kẻ kiên trì mới tìm ra tại nơi mà những kẻ khác vì lười biếng hay vì cáu giận đã chẳng kiếm được. Nhưng vàng được khám phá, muốn cho đẹp để người thợ kim hoàn có thể dùng, đến lần nó cũng phải kiên trì trong việc để cho người ta làm. Nếu vàng sau việc khám phá đầu tiên không muốn chịu khổ nữa, nó chỉ là kim loại thô mà người ta không sử dụng được. Vậy các con thấy rằng cái thiện cảm đầu tiên không đủ để thành công, chẳng trở nên tông đồ, chẳng là môn đệ, chẳng là tín hữu. Phải kiên trì. Có nhiều người đã là bạn của Hermaste, và trong ngọn lửa thiện cảm, tất cả đã hứa là sẽ đến, nhưng chỉ có mình anh ta đến. Có nhiều người là môn đệ thầy, và họ càng ngày càng đông, nhưng chỉ có 1/3 trong số 1/2 là trung thành tới cùng. Kiên trì, đó là từ ngữ lớn trong mọi điều thiện. Các con, trong khi các con quăng chiếc lưới 3 lớp để bắt các con sò huyết, có phải các con chỉ quăng 1 lần thôi sao? Không, nhưng lần nọ sau lần kia, trong nhiều giờ, trong nhiều ngày, trong nhiều tháng, luôn luôn sẵn sàng để năm tới trở lại nơi đó, vì việc đó cho các con và gia đình các con có bánh ăn và sự dễ chịu. Vậy lẽ nào các con lại muốn hành động cách khác đối với những việc to lớn hơn là lợi ích của Thiên Chúa và của tâm hồn các con nếu các con chỉ là tín hữu? Và lợi ích của tâm hồn các con và của anh em các con nếu các con là những môn đệ? Thực vậy, Thầy bảo các con rằng để bắt các con sò huyết cho chiếc áo vĩnh cửu, phải kiên trì tới cùng. Bây giờ các con hãy cư xử với nhau như những người bạn tốt cho tới giờ trở về. Như vậy, chúng ta sẽ biết nhau hơn và sẽ dễ dàng nhận ra nhau hơn. Họ tản mát trong cái bệnh nhỏ đầy đá. Họ nướng sò và cua vắt ở bãi đá, và các con cá bắt được bằng những lưới nhỏ. Họ ngủ trên giường bằng sông biển phơi khô, ở bên trong các hang được mở ra do động đất hay sóng biển tại bãi đá, trong khi trời và biển có một màu xanh chói lòa, ôm nhau tại chân trời. Các con hải âu tiếp tục thao diễn đường bay từ biển tới tổ, trong khi vỗ cánh và kêu la một giọng duy nhất cùng với tiếng bập bềnh của sóng, trong những giờ ngột ngạt của sức nóng mùa hè này. Tình yêu Chúa cao vời biết bao, làm sao biết đáp đền thế nào, để cho cần xưng Chúa ơi, để cho cần xưng Chúa ơi. Ôi tình yêu thương Chúa cao vời, tình yêu thương Chúa muôn đời, người yêu con từ ngàn xưa. Chưa có đồi non, từ khi chưa có trời cao, chưa có vầng trăng với ngàn sao, gọi con giữa muôn muôn người, tìm con giữa nơi buồn nhớ. Tình yêu Chúa cao vời biết bao, làm sao biết đáp đền thế nào, để cho cần xưng Chúa ơi, để cho cần xưng Chúa ơi. Ôi vì thương con Chúa quên mình, vì yêu nên hiến thân mình, gọi con nên bạn tình cha. Dù bao sóng gió hiểm nguy dìu con đi giữa trần gian, ơn Chúa ngày đêm ấp ủ con, vì con Chúa quên thân mình, đời con dám mơ gì hơn.
dâng hiến xác hồn để nên tông đồ của cha, mà nên nhân chứng của cha, truyền giao chân lý của cha, gieo rắc lời cha khắp gần xa, rồi con sẽ đi khắp miền làm nhân chứng cho tình yêu, rồi con sẽ đi khắp miền làm nhân chứng cho tình yêu, rồi con sẽ đi khắp miền làm nhân chứng cho tình yêu. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.